Xin chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với shop hàng bãi của em Dân Thịnh nhé. Hôm nay thì bên shop em lại về thêm rất là nhiều những mẫu sản phẩm muốn giới thiệu đến quý cô bác anh chị. Quý cô bác anh chị đi qua kênh bớt chút thời gian cho shop em xin một nút like và một nút đăng ký kênh các bác nhé. Hôm nay thì bên shop nhà em về thêm rất là nhiều những mẫu sản phẩm nồi luộc gà lại về thêm rất là nhiều nhé. Quạt cây, điều hòa cây và rất là nhiều những mã sản phẩm bên nhà em nhé. Ấy không để quý cô bác anh chị phải chờ đợi lâu nữa, bên em Dân xin đi và giới thiệu sản phẩm luôn nhé. Ê, các bác có thể nhìn thấy này, đợt này bên nhà em về rất là nhiều những cái dòng vật cầu lông. Ấy mà đặc biệt đợt này thì chỉ về được hai màu thôi, để cho các bác có thể lựa chọn thoải mái, xanh và đỏ. Ấy, xanh và đỏ màu đúng như này. Hàng này thì của nó là hàng của Made in Germany, hàng của Germany của Đức, thương hiệu của nó là thương hiệu của WeWin. Ấy, WeWin Germany của Đức, hàng cực kỳ ok luôn nhé. Hàng của nó cực kỳ ok luôn và cực kỳ xịn sò. Đảm bảo cho các bác là chất lượng. Đấy. Cứng chắc đẹp xịn. Cứng chắc đẹp xịn luôn nhé. Hàng của Germany. Con này thì rất là chất lượng luôn. Đấy, nó không những là cước căng này. Ngoài ra thì những cái cổ ở đây này, nó không có cái điểm gấp, nó không có cái điểm mà để nối, nên là các bác không bao giờ sợ bị gãy cổ này cả. Đấy, không bao giờ sợ bị nó bị gãy cổ này nhá. Và đặc biệt thì đây, test cho các bác luôn cái độ chịu lực cong của nó. Đây, test luôn cái độ chịu lực cong của nó nhé. Các bác có thể nhìn thấy đây. Đây thì chiều cao của nó ở đây nó sẽ rơi vào 14 cm nhé, 14 cm. Còn đây này, đấy, đây nhé, 14 cm, và em đo lại này, đấy, nó còn có 4 cm thôi, tức là nó gấp có thể bẻ xuống 10 phân, vật không gãy nhé, rất là chắc luôn, ấy, nó lại khỏe như thế và rất là bền nhé, đấy, thực sự ra là muốn ép cong của nó xuống được thôi, thế nhưng mà chán. Làm gì mà phải ép đến thế được cả. Ép đến thế làm gì? Vì các bác có thể nhìn thấy này. À, nghe tiếng cước. Các bác có thể nghe tiếng cước là các bác biết cái độ cước căng của nó là cực kỳ ok rồi. Đấy, cực kỳ ok luôn nhé. Đấy. Con này thì các bác đánh vật cầu lông thì rất ok. Và đặc biệt của nó nhé, cái trọng lượng của nó. Cái trọng lượng của nó cực kỳ nhẹ. Con này trọng lượng của nó chỉ rơi vào cỡ tầm 80 g. Con này nếu mà các bác đánh thì các bác không sợ bị mỏi tay. Chưa đầy một lạng luôn, cầm rất là nhẹ luôn. Các bác mua cho các bạn nhỏ đi đánh cầu lông, đánh vật cầu lông, đánh cầu lông ở trường học ấy, các thứ thì rất là tiện luôn. Dòng này rất là chắc chắn, bền, chắc bền đẹp luôn nhé. Chắc bền đẹp luôn. Đó, vật cầu lông con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của WeWin. Đấy, WeWin, hàng của Germany của Đức, cực kỳ xịn sò luôn. Made in Germany của Đức, thương hiệu WeWin. Hàng đẹp, xịn sò, chất lượng. Giá của nó thì giá là sẽ là 150.000 một chiếc. 150k. Giá của nó sẽ là 150k nhé. Hàng này thì đợt này về số lượng rất là nhiều nên là giá rất là mềm luôn. 150k trên chiếc. Hàng đẹp luôn nhé. Các bác lên cho em mã này, mã vật cầu lông. Cái mã tiếp theo này, đợt này bên thì em về thêm cho các bác, đó là một cái dòng vật mũi mới. Con này thì nó sẽ có cả màn hình cho các bác hiển thị. Màn hình hiển thị phần trăm pin. Đấy, các bác có hai nấc, đều có hai nấc cả này. Một hai này. Đấy, để các bác bấm này. Đấy, các bác bấm này. Đấy, các bác có nhìn này. Đấy. Thì là nó sẽ có thể sử dụng được, hoặc là các bác có thể bật tự động bật. Đấy, thì nó cũng đều có thể sử dụng tốt. Con này thì lực đánh của nó nhé, lực đánh của nó rất là mạnh luôn, nên là các bác vật mũi các bác không phải lo lắng nữa luôn. Hàng này thì đảm bảo cho bác luôn nhé, đây để em test cho bác luôn. Đấy. Đấy, các bác có thể nhìn thấy đánh rất là ok và nó có hiển thị phần trăm. Đấy, con này thì các bác lên cho em mã này, mã vật mũi hiển thị nhé. Nó lại có liền đế này, đế của nó này, các bác về các bác chỉ việc cắm cái dây cáp sạc của các bác vào thôi. Cắm cái dây cáp sạc vào đây và các bác có thể sạc. Vừa sạc, các bác vừa sạc, các bác có thể bật và bật lên làm đèn ngủ mà vừa có thể bắt mũi được, nó lại còn hiển thị phần trăm pin nhé. Con này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 200k. Các bác lên cho em mã này là mã vật mũi hiển thị. Vật mũi hiển thị nhé, 200k. Vật hiển thị. Vật hiển thị 200k nhé. Vật hiển thị 200k. Đó. Còn một con nữa này, thì con này nó sẽ không có hiển thị. Con này cũng là hàng của nội địa Nhật, Made in Japan này. Hai con này thì cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, cực kỳ xịn sò luôn, nó cùng một hãng. Con này thì nó không có hiển thị, nhưng mà các bác bật lên này, thì nếu mà các bác sử bóp này thì nó sẽ ánh sáng ở đây. Đấy, hai cái dòng này thì nó kích thước của nó thì là bằng nhau nhé. Đây giờ em sẽ con này dài hơn chút, con này dài hơn phân. Đấy, thôi em đo lại cho bác luôn, em đo cho bác cái kích thước luôn. Đấy, con vật to này 21,7, dài của nó đây
dài của nó là 52. Còn con này đây, kích thước đây 51,6, bé hơn ly đấy. Ê. Dài con này 51 thôi. Đấy. À, con này thì đế của nó sạc trực tiếp vào đây, nên là đế của nó là chỉ có trách nhiệm là để cho nó đứng thôi. Đấy. Nó cũng có chế độ là bật đèn UV này để các bác đi ngủ này, làm đèn ngủ và thu hút muỗi này. Đấy. Đấy, con này thì bên em đang có mức giá của nó đó là 160.000 đồng. Thì các bác lên cho em mã này là mã vợt muỗi trắng 160k. Đấy, vợt muỗi 160k là em biết nhé. Đấy, các bác lên cho em mã này mã vợt 160k để tránh nhầm lẫn với các mã vợt khác, tại vì em cũng đã từng bán rất là nhiều mã vợt rồi. Đấy, để phòng các bác gặp phải những mã vợt cũ thì đỡ trùng mã, thì đây các bác lên cho em mã làm vợt 160k bao ship. Đấy, vợt 160.000 đồng và bên em bao ship nhé, dòng vợt mũi trắng này, hàng cực kỳ ok luôn, hàng của nội địa Nhật, cực kỳ xịn sò luôn nhé. Đấy, các bác đang xem video thì bớt chút thời gian cho shop em xin một nút like các bác nhé. Đợt này thì shop nhà em về thêm rất là nhiều những cái dòng chảo này thì là dòng chảo ngập dầu này. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Seki, size 26, đun bếp ga bếp từ đều được nhé. Đây, vui hộp luôn ra cho các bác luôn, nó sẽ là hàng mới nguyên hộp. Mới nguyên hộp này, nguyên túi bóng, nói chung là nguyên đai nguyên kiện luôn, đẹp xịn sò luôn, đẹp xịn sò luôn. Nó sẽ có cho các bác đó là một cái để các bác vớt đồ lên này. Đấy, để các bác vớt đồ lên này. Con này nếu mà các bác dán cũng vẫn được, các bác đun giả mỡ một tí là các bác dán cũng không sợ dính đâu. Đấy, con này nhà em thử rồi cũng rất là ok, các bác dán xong các bác vớt lên đây rất là tiện lợi luôn nhé. Con này thì nó sẽ có cái kích thước của cái chảo của nó sẽ là đây 26 cm, chiều sâu của nó sẽ là gần 9 cm nhé, gần 9 cm, và tổng trọng lượng của nó sẽ rơi vào 1,3 cân các bác nhé, sẽ rơi vào 1,3 cân tổng trọng lượng của căn chảo Seki như này. Chảo này chảo inox nhé, Seki này, hàng của Japan, cực kỳ xịn sò và dày dặn luôn. Đó, cực kỳ xịn sò và dày dặn luôn nhé. Một con chảo như này thì bên shop em đang có cái mức giá cũng cực kỳ ưu đãi cho bác luôn. Nó sẽ là 350.000 đồng, 350k và bên em bao ship cho bác cái dòng chảo Seki như này, hàng đẹp xịn sò luôn. Đấy, nhận hàng như em thì bác yên tâm luôn, kiểm tra hàng thoải mái nhé, 350k. Đấy, các bác lên cho em mã là mã chảo Seki nhé. Đấy, mã chảo Seki 350k ở bên em bao ship. Một cái mã tiếp theo, một con chảo nữa này. Con chảo này thì cái kích thước của cái này của nó sẽ mỏng hơn. Chảo này chảo tổ ong, con này cũng là chống dính nhé. Hàng này thương hiệu của nó là thương hiệu Wheeling của Đức. Tổng trọng lượng con này là 1 kg. Kích thước của nó này, phố bì con này lên đến gần 32 cm, còn lọt lòng của nó là 30, lọt lòng của nó 30 nhé. Độ sâu của nó này 5 cm không nhé, 5 cm. Các bác lên cho em mã này là mã chảo viền đỏ, chảo viền đỏ này, viền đỏ này. Con này thì bên nhà em đang có cái mức giá của nó đó là 280k. Chảo viền đỏ 280k và bên em bao ship nhé. Để em ghi luôn cái giá vào đây cho nó dễ. À, dòng này dòng chảo rán, chảo to, các bác xào cũng vẫn được. Đấy, 30 cơ. Hàng cực kỳ đẹp luôn, chống dính nhé. Viền đỏ này 280k. Đấy, bao luôn ship nhé. Chảo viền đỏ 280k bao ship các bác nhé. Một cái mã tiếp theo này, một cái dòng chảo của thương hiệu Seki size. Đấy, ở đây thì nó có hai loại, một cái là size 20, một cái là size 28, một cái là chảo bé. Chảo này thì các bác có thể rán trứng hay là rán những cái nhỏ nhỏ, còn con to này thì các bác có thể xào nấu các thứ đều được. Dòng chảo này thì đều là của thương hiệu Seki size, hàng của đều là hàng của nội địa Nhật, cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, dòng này của nó thì dùng rất ok luôn nhé, hàng mới luôn. Kích thước của nó đây là 28 cm miệng. Đấy, kích thước của nó là 28 cm miệng này.
hơn 2 lọt lòng 28 cm. Độ dày của con này nhé, nó sẽ rơi vào hơn 7 cm một chút. Rán xào nấu các thứ cực kỳ ok luôn. Đó. À, thì con 28 thì bên nhà em đang có mức giá đó là 350k. Em ghi giá luôn này. 350k bao ship. Chào Siki. À Siki size em xin lỗi. Chào Siki size 28. 350k. Còn một con 20 này. Con chảo 20 này thì ở bên em đang có mức giá đó là 280k nhé. Hai con chảo đều cùng thương hiệu, đều cùng chất lượng, nói chung là cùng nhau cả 280k. Đấy, và đồng giá là bao ship và đều là bao ship. Đó. Xịn sò luôn. Đấy, khi em mua hai con này thì nó sẽ tổng cộng của nó sẽ là 630.000 đồng, thì bớt cho các bác 30.000 là còn 600.000 đồng. Khi các bác mua một con chảo 28 và một con chảo 20 của thương hiệu Sikisai thì là đã tiết kiệm được 30.000 đồng, và bên nhà em bao ship khi các bác mua một combo này nhé, một combo chảo như này 600.000 đồng, và bên nhà em bao ship, hàng đẹp xịn sò luôn. Đấy, chảo, một cái chảo Sikisai 28 và một cái chảo Sikisai 20, hàng đẹp xịn sò luôn nhé. Cái mã sản phẩm tiếp tục nữa đó là một cái dòng bộ cối trầy, đợt này vào về cho các bác đó là 3 bộ. Dòng này thì bộ cối trầy của Marin Germany của Đức này, một cối một trầy. Dòng này là dòng cối trầy inox các bác nhé. Đấy, rất là tiện luôn này, nó sẽ có cho các bác đó là một cái trầy của nó. Kích thước của cái trầy này nó sẽ là 15 cm. Đấy, con này thì một cái cối của nó này, nó sẽ là miệng của nó là 12,5 và chiều sâu của này cũng là 12,5 luôn. Nó sẽ có thêm cho các bác đó là một cái miếng miếng nhựa trên chốc này này, để mà khi mà các bác giã cua ấy, hay là giã ruốc, giã lạc thì nó sẽ không bắn. Bác nào mà có sở thích ăn muối vừng này, thì con này rất là tiện luôn. Nhà em thì biếu bố vợ một cái để giã muối vừng, thỉnh thoảng bố ông lại cho muối vừng. Cái này giã rất là tiện nhưng nó không bị văng ra, nên là các bác làm muối vừng rất là tiện lợi luôn. Cái này các bác biếu bố vợ thì quá tuyệt vời luôn này. Đấy, giá của nó thì rất là mềm luôn. Cái bộ này của nó là chỉ có 250.000 đồng thôi. 250k và bên nhà em bao ship luôn nhé. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã bộ trầy cối 250.000 đồng và bên nhà em bao ship. Đợt này thì bên nhà em về thêm cho các bác một số những sản phẩm cực kỳ hot nhé. Con này thì nó là kích điện, kích điện từ một cái bình ắc quy xe Honda của các bác cũng được nhé. Từ bình ắc quy Honda hay là bao nhiêu bình nào cũng được, cứ 12V là được. Đấy, từ bình 12V lên nguồn điện 220V để các bác cắm những cái thiết bị như kiểu là quạt, ánh sáng thì đều có thể ok. Có những con thì nó có thể cắm được cả tủ lạnh hay là cắm được nồi cơm, nhưng mà con này thì nó nhỏ thôi, kích thước của nó nhỏ gọn nên là nó chỉ cắm được cho các bác là quạt thôi nhé. Đây các bác có thể nhìn thấy này, nó chỉ bằng 3 cái đầu ngón tay của bác thôi, nó chỉ bằng 3 cái đầu ngón tay, thiết kế cực kỳ nhỏ gọn luôn, và nó sẽ kích điện cho các bác là từ điện 12V lên điện 220V đây. Đấy, từ 12V lên điện 220V này. Đấy, thì các bác về các bác kẹp vào bình ắc quy thì cái đèn báo xanh này là được. Và ở đây nó sẽ ổ cắm, nó sẽ ra điện 220V cho các bác nhé. Ở đây nó còn có một cái USB nữa để các bác có thể cắm sạc điện thoại, thì đều rất là tiện lợi luôn. Đó, con này thì dùng rất là ok. Công suất của nó là 220W. Thì các bác cắm cho em một hai vài cái quạt. Đấy, các bác cứ tính công suất của nó là khoảng 200W đổ về là bóng đèn. Ví dụ các bác là 60W một cái thì các bác bấm được 3 cái. Đấy, đại loại nó là như thế. Đó, hàng đẹp luôn nhé. Và con này thì ở bên nhà em đang có mức giá đó là 220k. 220k và bên nhà em bao ship nhé. Các bác lên cho em mã này, mã kích 220W. Đấy, giá của nó là 220.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác toàn quốc luôn. Nhận hàng nhà em ý, thì các bác cứ test thoải mái nhé, kẹp vào bình ắc quy và cắm thử luôn cho em. Đấy, đó là cái mã sản phẩm kích điện của nhà em này. Một cái mã tiếp theo, một cái dòng sạc bình ắc quy. Dòng sạc bình ắc quy này thì nó có là 4A. Đây, khi bác mở ra này, nó sẽ có một cái sạc như thế này cho các bác này. Đấy, nó là 12V 4A 100Ah. Con này thì có màn hình hiển thị luôn. Đây, em sẽ xin cắm điện vào để em bật cho các bác luôn. Đó, 13,8V này. Đấy, thì là các bác lúc này thì các bác nó chưa hiển thị ra, và các bác sẽ kẹp vào bình ắc quy cho em này. Kẹp đúng lửa nguội nhé. Kẹp đúng lửa nguội. Đây, các bác kẹp đúng lửa nguội cho em. Đấy, và nó sẽ tự tính nhé. Đấy, và nó sẽ tự tính bao nhiêu vôn này. Đấy, bao nhiêu độ này, bao nhiêu phần trăm pin này, và nó sẽ tự động sạc vào cho bác bao nhiêu A này. Đấy, hàng này cực kỳ ok luôn. Và con này nó sẽ có quạt tán nhiệt này.
nó sẽ có quạt tản nhiệt nhé. Con này thì nó sẽ sử dụng cái giải điện của nó rất là rộng, 100 đến 240 V, nên là các bác gần như là các bác sử dụng điện não cũng được, điện mạnh điện yếu các bác đều có thể sạc được. Mắc công suất của nó lên 75W. Đấy, hàng xịn sò luôn. Hàng xịn sò luôn nhé, các bác về các bác cắm. Và các bác có một cái lưu ý này, mà khi mà các bác sử dụng cái dòng này nó không như cái dòng cũ, dòng cơ của các bác là các bác quẹt này, thì con này thì các bác không quẹt như này được nhé. Đấy, các bác không đánh chập được. Đấy, hàng cực kỳ ok luôn. Các bác lên cho em mã này là mã sạc Acquy 4A. Con này thì ở bên nhà em đang có mức giá đó là 200.000 đồng. 4A 200k và bên nhà em bao ship nhé. Các bác lên cho em mã này mã 4A 200.000 đồng và bên nhà em bao ship. Hàng còn mới nguyên hộp luôn. Đấy, hàng còn mới nguyên hộp luôn nhé. Một cái mã tiếp theo, một cái sạc 12V 6A. 12V 6A này, nó sẽ theo thứ tự luôn nhé. Con này thì các bác có thể nhìn thấy đây, nó có thể sạc được ô tô, xe tải, cano, xe to, xe bé đều có thể, gần như là có thể sạc được. Hàng này cũng là còn nguyên hộp. Đây, khi các bác mở ra này, nó sẽ có cho chúng ta đó là một cái quạt tản nhiệt này. Đấy, để cho nó thổi mát này. Công suất của nó lên đến 110W, sử dụng điện 100 đến 240 V. Đấy, hàng này rất ok luôn nhé. Con này thì là nút cảm ứng này, các bác về các bác cắm điện vào cho em này. Đấy, nó sẽ có cả 12 cả 24 nhé. Khi chưa vào kẹp vào bình ắc quy thì các bác có thể chọn chế độ, nó sẽ tự động như thế. Đây, con này thì có sạc được cả pin lithium này, bình ô tô này, bình xe máy này và khử xung phát này. Cái pin lithium này là những cái khối pin mà các bác đóng bằng lithium, nó có một pha cộng trừ, thì các bác kẹp cái cộng trừ này vào đúng cái chân của nó là được. Đó. Và đây, ví dụ là đây là cái bình của em là bình ắc quy xe Honda, xe đạp điện, thì các bác em sẽ chọn vào cái mức xe đạp điện, xe bé này thôi. Đây. Đang 24V như các bác có thể nhìn thấy, đang 24V này. Khi các bác kẹp vào này, người ta nó sẽ tự tính cho các bác luôn này. Nó là điện tử nên nó sẽ tự tính lên 12V cho các bác. Đó, và nó sẽ tự sạc. Và nó sẽ tự sạc pin này. 27 độ C này. Đó. Và con này nó có nút khử xung phát relay lệ bình này. Đấy, nó khử xung phát relay lệ bình và các bác vừa ấy và có thể vừa chọn được nhé. Rất là tiện luôn. Đấy, có quạt tản nhiệt các thứ đầy đủ cho các bác ở cái mã sạc acquy này. Và con quạt sạc acquy này thì các bác lên cho em mã này mã sạc 6A. Giá của nó là 340.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé. Sạc 6A 340k và bên nhà em bao ship. Con này thì các bác lưu ý là có thể sạc được pin lithium nhé. Có thể sạc được pin lithium. Một cái mã tiếp theo. Một cái dòng sạc 8A này. Hàng này cũng còn nguyên hộp luôn này. Tất cả hàng nhà em thì đều còn nguyên hộp nhé. Đấy, 12V 8A đến 24V 4A, tức là có thể sạc được cả bình 12 và bình 24. À đâu. Đấy là 6A đúng không? Em xin lỗi. 6A thì đến 7A nhé. Sạc 6A rồi đến sạc 7A. Con này thì nó có rất là nhiều giải, nên là các bác có thể chọn cái nào nó phù hợp với các bác, cảm thấy phù hợp với các bác nhất. Này, con này thì nó rất là nhỏ gọn luôn. Con này thì sạc được bình 12V. Đấy, sử dụng điện 100 đến 240V. Con này thì chỉ sạc 12V thôi nhé. Con này chỉ sạc bình 12V thôi. Mắc của nó lên đến 140Ah cơ. Để em kẹp. Bác nào mà chỉ dùng xài nguyên bình 12V ấy, thì các bác nên lấy con này là hợp lý đấy. Đấy, thì các bác đơn giản thôi. Ở đây thì nó có 12V xe máy này. Đấy. FE04 này. Đấy, bình mô tô này. Đấy, nó có bình mô tô. Nhưng mà tất cả nó sẽ là 12V. Thì đây là em sẽ cho vào bình xe đạp điện FE04 này. Đấy, và nó sẽ sạc. Và nó sẽ sạc này. Đấy, quạt tản nhiệt của nó nhé. Quạt tản nhiệt nó sẽ quay một tí đầu. Tất cả nó sẽ quay một lúc đầu và nó sẽ ngừng. Đấy, còn là khi nó nóng bắt đầu nó chạy này. Để em quên, hơi lỏng điện. Đấy, và nó sẽ sạc này. Đấy, 1.4A này. 14.0V này. Những cái dòng này của nhà em thì đầy pin nó sẽ tự ngắt nhé. Đầy pin nó sẽ tự ngắt 5.8A này. Đấy, nó sẽ hiển thị cho các bác đầy đủ hết. Đấy. Rất là tiện lợi luôn nhé. Rất là tiện lợi luôn, rất là xịn sò luôn. Con này của nó thì nó sẽ có quạt tản nhiệt đầy đủ cho các bác luôn. Sử dụng điện 100 đến 240V 7A. Đấy, 7A nhé. Các bác lên cho em mã này là mã sạc acquy 7A. Đây này, nó có phần phần giải MCU này.
cái chip MCU này. Đấy, đầy pin nó sẽ tự ngắt, đầy pin nó sẽ tự ngắt cho các bác, rất là xịn xò luôn. Cái mẫu này là mẫu mới nhà em về. Cái mẫu này là mẫu mới nhà em mới về nhé. Các bác lên cho em mã này, mã sạc 7A. Con này thì nó không sạc được pin, nó sẽ không sạc được 24V. Đấy. 7A 250k và bên nhà em bao ship nhé. Hàng nguyên hộp luôn. 250k, hàng của Forsup. Hàng này hàng của Forsup và các bác sạc được rất là ok luôn. Đấy, con này có cả dì lê lệ bình này, con này cũng có khử xung phát luôn. 250k cái sạc 4A này, à sạc 7A này em xin lỗi. Sạc 7A 250k và bên nhà em bao ship nhé. Một cái mã tiếp theo này. Một cái sạc 8A, đây đang giới thiệu giá rồi. À, con này thì giá của nó sẽ là 320.000 đồng và bên nhà em bao ship. Các bác sử dụng nguồn điện của nó thì nó cũng rất là rộng luôn. Sử dụng điện 100 đến điện 240V. Đầy pin nó sẽ tự ngắt, mắc công suất 130W. Đấy, và 30Ah đến 150Ah nhé. Có đều, tất cả cái dòng sạc ắc quy nhà em đều có quạt tản nhiệt nhé. Tất cả đều có quạt tản nhiệt hết. Đấy, các bác cắm điện vào này. Đấy. À, các bác về như những cái túi bóng này thì các bác có thể lột ra. Những cái túi bóng này các bác có thể lột ra này. Đó. Và đây, chọn chế độ này. Đây này. Đấy, sạc bình xe máy này. Và các bác kẹp vào bình ắc quy cho em này. Đó. À, và nó sẽ tự tính và nó sẽ tự sạc cho các bác luôn nhé. Đấy, 12V này. Và nó sẽ tự sạc cho các bác, quạt tản nhiệt bắt đầu quay. Nhưng mà quay một tí nó sẽ tự ngừng nhé. Không phải là nó hỏng đâu. Mà nó sẽ ngừng lại để mà khi mà nó nhiệt độ của nó đến cái nhiệt độ của nó, cái dơ le của nó thì nó sẽ tự làm mát cái nhiệt độ cho chúng ta. Đấy, và các bác sạc rất là ok luôn. Con này thì các bác lên cho em mã này, mã sạc 8A nhé. Sạc 8A này. Con này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 320.000 đồng. Và hàng lúc nào nhà em cũng sẵn trong kho nhé. Kể cả là lúc nào cũng hàng cũng có luôn. Đấy, sạc 8A 320.000 đồng và bên nhà em bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Nhận hàng nhà em là các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái nhé, luôn luôn nha các bác nhé. Và những cái dòng này thì bảo hành cho các bác trong vòng 6 tháng. Đấy, sạc 6A. Forsup. Xịn sò luôn. Hàng này hàng xịn sò luôn nhé. Một cái mã tiếp theo này. Một cái dòng sạc ắc quy 12V, 12A, 12V, 12A đến 24V, 6A. Tức là con này cũng là tương đối là to. Các bác có thể sạc được cho bình ắc quy to một chút thì đều được. Đây. Nó sẽ có cho các bác đó là sạc 12V, 12A đến 24V, 6A. Con này thì 200Ah, sạc bình to, sạc bình 200 đều được. Đấy, các bác cắm vào. Con này riêng con này nhé, các bác cắm vào, các bác phải chọn chế độ trước. Các bác phải chọn chế độ trước. Chứ còn khi mà các bác đã kẹp vào bình, tại vì những cái dòng to này nó cái độ ấy nó phải chắc chắn. Tại vì nó dòng điện của nó sạc vào rất to. Và các bác đã cắm vào thì các bác sẽ không ấn được nữa. Không chạm vào được gì nữa và nó sẽ cố định ở đấy. Đến khi mà các bác rút ra. Đấy thì tôi nói với thôi. Đó, con này thì nó sẽ có là bình ắc quy này, ô tô này, xe máy này và pin lithium này. Và bình pin lithium nhé. Hàng này rất là ok luôn. Đều có quạt tản nhiệt. Đều có quạt tản nhiệt này. Đấy. Bóng lóng điện là nó sẽ tự ngắt luôn. Lóng điện là nó cũng sẽ tự ngắt. Đấy, các bác cắm lại. Nên là nó rất là an toàn. Nên là những cái dòng này nó rất là an toàn luôn nhé. Các bác lên cho em mã này là mã sạc 12A này. Điện của nó đều sử dụng được từ 100 đến 240V. Đấy, tất cả trên thế giới đều dùng cái dòng này. Rất là tiện luôn. Sạc 12A bên nhà em đang có mức giá đó là 400k và bên nhà em bao ship nhé. Các bác lên cho em mã là 12A 400.000 đồng. 400k và bên nhà em bao ship cho các bác cái dòng sạc 12A này. Và lưu ý nhé, lại lưu ý nhắc lại một chút cho các bác, đó là khi mà các bác sử dụng cái sạc nhà em ấy thì là các bác không quẹt này đâu, các bác không đánh lửa. Đấy, sạc 12A 400k và bên nhà em bao ship. Một con sạc ắc quy nữa. Con này thì nó là thuộc dòng siêu to khổng lồ rồi. Và con này thì đây các bác có thể để ý, ở đây nó sẽ có một cái chức năng cực kỳ hay, đó là cái chức năng kích nổ bình ắc quy ô tô. Đấy, tức là ví dụ là bình ắc quy của các bác mà nó đang hết điện thì các bác không đề được, thì các bác có thể kẹp cái này vào, các bác cắm điện vào các bác đề luôn. Đây, nó sẽ có cho các bác đó là một cái dây điện này, một cái thân máy này. Đó, các bác về các bác cắm dây điện vào đây cho em này. Đó, và đây em xin phép được cắm điện cho các bác luôn này. Dây điện của nó khác biệt hoàn toàn luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ có nút mô đen này. Để các bác chọn chế độ này.
Đấy. Đấy, bot là đây, nút bot này là nút mà ví dụ bình ắc quy các bác hết điện ấy, thì các bác vào chế độ này và các bác vào bác kẹp vào cái bình ắc quy của các bác. Đó, và các bác đè nổ thì nó sẽ sốc điện lên để nó đè cho các bác nổ được cái ô tô. Đấy, hoặc là các bác muốn sạc thì đây, các bác sẽ chọn vào chế độ sạc bình ô tô này. Đấy, bình ắc quy này. Đấy, tất cả các bình khử xung phát này. Những dòng này thì nó chỉ sạc được những dòng to thì thoải mái luôn. Con này thì sạc được bình 12V 6A AH đến 400 AH. Đấy, và 24V 6A đến 200 AH. Con này thì sử dụng điện từ 100 đến 240V, giải điện của nó rất là rộng luôn. Đấy, 12V 25A đến 24V 15A. Đấy, bác nào mà sạc bình 12 24 thì các bác đều có thể sạc được con này. Thoải mái luôn nhé. Và các bác kẹp vào bình ắc quy đây, cái bình thường những bình ắc quy bé các bác có thể sạc được nhé. Đây. Đây. Các bác kẹp vào. Như kiểu là bình bé nó cũng không sạc được ấy. Bình bé quá các bác cũng không sạc được. Bình xe máy là các bác không sạc được con này nhé. À đây sạc được này. Phải vào đúng cái chế độ của nó nhé, chứ còn vào những cái chế độ khác của nó cũng không sạc được. Đây. Bình sạc bình ắc quy của nó này. Đó. 12V này. Nó sẽ tự nhảy cho các bác sang luôn nhé. Tự nhảy cho các bác sang 12V luôn. Con này thì bên nhà em các bác lên cho em mã này là mã sạc 25A. Bên em đang có mức giá đó là 850k. Sạc 25A 850 ngàn đồng. Và bên nhà em bao ship toàn quốc nhé. Đấy, sạc 25A hàng to luôn, hàng to đẹp. To đẹp xịn sò, 25A 850k và bên nhà em bao ship cho các bác luôn. Nhận hàng nhà em thì các bác kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác có thể thanh toán nhé. Cái đợt này thì giới thiệu cho chị em một số những cái mẫu mài dao. Ở đây thì có cả mài ba khe và cả có cả máy mài dao. Đấy, thì em xin giới thiệu cái dòng máy mài dao này trước này. Con này thì hàng này có thương hiệu của Bosch, nó sẽ sử dụng cho các bác đó là sử dụng pin sạc. Đấy, nó sẽ cũng sẽ có một cái USB, nếu mà các bác nào cần thì các bác có thể cắm ra trực tiếp. Đây như thế này. Đó, thì các bác cũng có thể cắm trực tiếp vào. Và đây con này thì nó sẽ bật. Bật này. Nó sẽ có hai cấp độ nhé, cấp độ 1, cấp độ 2 này. Đó, thì các bác chỉ việc về và các bác đặt con dao vào đây là các bác mài thôi. Nói chung cũng rất là tiện. Đấy, các bác mài dao cũng rất là tiện. Đá trong này nó có một cái bên là mịn và một cái bên là nhám. Đấy, một cái mài phá và một cái mài mài được. Con này thì cũng rất là ok luôn nhé, hàng của Bosch. Có cả USB các thứ cho các bác. À, dòng này thì chị em phụ nữ ấy, nào mà chỉ cần cắm cái điện và không cần cắm điện được. Đấy, hết điện thì chúng ta với sạc cũng được. Đấy, các bác bật lên và các bác mài, nó sẽ có cấp độ 1 và cấp độ 2. Thì nếu mà chưa dùng quen thì chúng ta cứ dùng cấp độ 1. Đấy, còn lúc nào mà dùng quen rồi thì các bác hãy dùng sang đến cấp độ 2. Hàng xịn luôn nhé, hàng của Đức. Chất lượng của nó thì ok, các bác nhận hàng nhà em thì cứ kiểm tra hàng thoải mái. Còn máy mài dao này thì bên nhà em đang có cái mức giá của nó sẽ là 280k. Và bên nhà em bao ship toàn quốc nhé. 280.000 đồng mà bên nhà em bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Đấy, nhận hàng ấy thì các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác không phải thanh toán nhé. Mã tiếp theo này, nếu mà bác nào mà không muốn mài bằng cái máy thì các bác có thể mài bằng cái này. Đấy, các bác chỉ cần kéo dao qua thôi. Cái này gọi là mài ba khe nhé. Mài ba khe này. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Katashiwa. Hàng của nó là hàng nội địa Nhật. Con này thì dùng cũng rất là ok, rất là tiện lợi luôn. Con này thì các bác làm ở chợ này. Đấy, những cái dòng này nó rất là nhỏ gọn nên các bác đều có thể mang đi chợ được để các bác làm. Đấy, nhất là bác nào mà bán thịt. Đấy, thì con này rất là tiện luôn. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp luôn, thương hiệu của Katashiwa này. Đấy, con này thì chỉ cần cầm và lấy dao lướt kéo là được. Giá của con này thì nó sẽ mềm hơn. Con này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 140k. Cái mài ba khe nó bằng tay nên là nó sẽ rẻ hơn nhé. 140k một cái. Mài dao ba khe này. Một trăm bốn mươi k, 140k một cái nhé, mài ba khe này. Đó, một cái mã kế tiếp. Bác nào mà cũng không biết biết mài bằng cái đá mài này thì là tốt nhất này. À, đá mài nước này. Đấy, con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Katashiwa này. Con này thì nếu mà các bác nào mà mài bằng đá mài này là nó sắc nhất mà nó tiện nhất này, nhưng mà cái này lại phải biết mài thì mới mài được. À, cái dòng này thì hàng của nó là hàng nội địa Nhật, nó sẽ có hai mặt, độ nhám một mặt là 5.000, một mặt là 10.000 cho các bác. Đấy, 5.000, 10.000 này. Hàng cực kỳ ok luôn. Hàng cực kỳ ok luôn. Đấy. Con này thì nó sẽ có cái kích thước của cái đá mài nhé. Đá mài này thì viên đá mài thì em đo kích thước cho bác luôn.
18. Ngang của nó là 6. Dày của nó là 2,8 cm. Hàng của nội địa Nhật, con này dùng rất là ok luôn. Nó sẽ có một cái miếng lót cao su này. Đấy, để các bác đặt đây. Ví dụ các bác mài dao này thì nó không bị nó sẽ không bị trôi. Con này mài rất là thích luôn nhé. Nhà em vẫn đang mài. Thực sự các bác luôn là mài con dòng này thì nó rất là sắc, nó sắc ngọt. Nó sắc ngọt hơn nước luôn. Đấy, Katashiwa. Con này thì giá mềm thôi. 90k một viên. 90k một viên nhé. Đấy, đây là những cái mẫu đá mài nhà em này. Rất là tiện lợi luôn nhé. Đấy, quý cô bác anh chị đi qua kênh thì bớt chút thời gian cho shop em xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Đấy, đợt này thì bên shop nhà em lại về thêm rất là nhiều những cái dòng loa JBL này. Còn dòng loa này thì nghe nhạc rất là chất luôn nhé. Nó sẽ có cho các bác là nghe loa ra hai đầu này, có dây đeo như thế này này. Đấy, và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái điểm để các bác cắm, có thể cắm được là thẻ nhớ USB. Cái AUX này thì các bác có thể cắm kết nối được với những dòng thiết bị khác. Và đây là cái cổng sạc, cổng sạc vào 5V. Đó, và các bác có thể đậy lại cực kỳ ok luôn, cực kỳ đẹp, sạch sẽ. Đó. Con này thì đây, các bác bật nguồn thì đây. Chúng ta sẽ đặt này vào, các bác bật nguồn lên. Đó, và các bác chỉ cần kết nối Bluetooth. Đấy, các bác kết nối Bluetooth với cái điện thoại. Điện thoại nào chắc bây giờ điện thoại nào nó cũng có Bluetooth rồi. Thì các bác chỉ cần kết nối điện thoại. Đấy, thì là các bác có thể bật nhạc được. Rất là tiện lợi luôn nhá. Hàng đẹp xịn sò luôn. Con này thì nó sẽ có cái kích thước của nó đây. Cái dòng này nó là dòng to nhá. Đấy, cũng tương đối là to đấy. Chiều dài của nó sẽ rơi vào 33 cm. Chiều dài của nó sẽ 33 cm nhá. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Đấy, và các bác bật tắt thì các bác dí lì nút nguồn cho em. Đó, con này thì ở bên shop đang có mức giá của nó đó là 450.000 đồng các bác nhé. 450k và bên em dân bao ship cho các bác luôn nhé. 450k bao ship. Bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Đấy, 450.000 đồng bao ship toàn quốc. Các bác lên cho em mã này, mã loa JBL. Loa JBL 450k bao ship. Đấy, đợt này thì bên em lại về thêm cho các bác đó là một số những cái dòng củ sen này. Con củ sen này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Okazamachi. Hàng của nó là hàng nội địa Nhật made in Japan nhé. Con này thì dùng rất là ok luôn. Đấy, con này thì nó có cách sử dụng của nó. Đây là khi bác vặn này, bác vặn này, bác nghe tiếng tạch cái thì là nó khóa nước. Đấy, các bác vặn sang bên phải thì là nó sẽ là vòi bát sen. Đấy, thì các bác đấu cái dây sen lên đây, nó sẽ đầy đủ bộ nhé. Còn các bác vặn sang bên trái thì nó sẽ là vòi tự do. Đấy, các bác chỉnh này, nó sẽ là ở giữa này là nóng lạnh. Đấy, các bác căn chỉnh đây, ví dụ tắt đi, các bác vặn này là lạnh này, các bác vặn dần dần xuống dưới thì nó sẽ trộn thêm nước nóng cho các bác. Đấy, con này thì có đầy đủ nóng lạnh nhé. Và cái chân chữ Z này là tất cả đều nó là đều chân phổ thông của toàn thế giới. Đấy, nó sẽ có về nó phù hợp cho các bác bắt cái chữ Z này. Nó rất là tiện lợi luôn nhé. Con này thì chọn một bộ nó gồm có cho các bác đó là một củ sen này. Chữ Z này thì không thể thiếu được rồi, những cái chữ Z này không thể thiếu được rồi. Chữ Z này. Bát sen này. Okazamachi này. Đó. Và một cái sợi dây cấp nữa. Đây, em xin cân cho các bác luôn. Chọn một bộ này của nó này. Một cái bộ này của nó thì nó sẽ có trọng lượng cho các bác đó là 1,2 kg. 1,2 kg các bác nhé. Đó, hàng đẹp luôn, một bộ. Các bác lên cho em mã này là mã củ sen mã 1 nhé. Củ sen mã 1. Đấy, con này bên em đang có mức giá của nó sẽ là 650.000 đồng. Một bộ này nhé, đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn, là nó có cả là giá treo này, dây cấp này, các thứ đầy đủ hết. Củ sen mã 1, 650k và bên em bao ship. Một cái mã tiếp theo. Một cái củ sen inox 304, hàng con này cũng là hàng của nội địa Nhật này. Các bác có thể nhìn thấy này. Em có thể xoay gương được luôn. Đây, xin chào các bác luôn. Đấy, các bác có thể nhìn thấy. Nó bóng đến nỗi mà em có thể xoay gương được, ngồi sau. Mùa hè ngoài Bắc nó đang nóng nên là đây em đang cởi trần đây, ngồi đằng sau giới thiệu sản phẩm cho các bác đây. Hàng này hàng xịn luôn nhé. Bên trong con này thì nó là lõi đồng. Bên trong của con này nó là lõi đồng này. Đó. Gật gù nóng lạnh thì nó cũng như tất cả cái loại gật gù khác thôi, thì mở lên là các bác mở nước, còn các bác rút cái này này. Đấy là các bác sử dụng thôi. Lõi của nó là lõi đồng nhé. Hàng đẹp xịn sò luôn. Nó sẽ có đầy đủ phụ kiện cho các bác, đó là củ sen này, dây cấp này, củ sen này, bát sen này. Bát sen của nó này. Bát sen của nó cũng xoay gương được luôn nhé. Này các bác có thể nhìn thấy, xoay gương nét luôn chứ không phải là ấy đâu. Và đây là chữ Z. Chọn một bộ của nó này. Này, trọng lượng của một cái bộ này của nó. Nó sẽ rơi vào hơn 1,4 cân một chút. Hơn 1,4 cân một chút nhé.
Đó, đây. Đầy đủ bộ luôn. Các bác về tức là gì, về là chỉ việc lắp vào và dùng thôi, không thiếu một cái gì nữa. Đấy, có cần lắm thì các bác mua tí băng tan để các bác bắt vào ở cái đầu này để các bác bắt vào tường thôi. Thiếu mỗi cái tí băng tan để các bác xoáy vào để bắt vào tường thôi. Một bộ này thì các bác lên cho em mã này là mã củ sen mã 2. Củ sen mã 2 nhé. Củ sen 2. 650k và bên em bao ship. 650k và bên em bao ship nhé. Củ sen 2 650k bao ship. Hàng nội địa Nhật. Đấy, inox 304. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn nhé. Một cái củ sen nữa này. Con này thì tròn nhé. Củ sen này là dòng củ sen tròn này. Thiết kế thì tất cả là tròn. Hàng của Toto. Hàng của nội địa Nhật nhé. Đấy, cái chữ Z các thứ của nó thì đầy đủ luôn này. Đấy, con này thì nó sẽ có cho các bác đó là củ sen chữ Z. Và cái phụ kiện của nó này. Và cái phụ kiện của nó là một cái bát sen. Bộ bát sen lẻ thì em ghép vào luôn. Nó đúng rằng nó có nguyên củ không thôi. Thì em ghép thêm cho các bác một bộ này nữa để các bác về các bác sử dụng luôn này. Đấy, cái dòng này thì các bác lên cho em mã này là mã củ sen mã 3 nhé. Thì nó sẽ gồm cho các bác một bộ này. Thì trọng lượng của một bộ này của nó, tổng trọng lượng của nó là nó rơi vào hơn 1 cân 2 một chút nhé. Thì các bác lưu ý cho em là lên cho em mã này là mã củ sen bóng, củ sen tròn bóng, hoặc là củ sen mã 4 đi. Đấy, tại vì cái mã 3 là ngày xưa là có lên mã 3 rồi nhưng mà nó mờ, thì đề phòng tránh nhầm lẫn với các củ sen mã 3 khác. Thì các bác lên cho em mã này là mã củ sen mã 4 nhé. 650k. Củ sen mã 4 này. 650k. Bao ship. Nó đồng giá luôn. Hàng Toto, hàng xịn luôn. Đấy, nhận hàng nhà em thì các bác yên tâm luôn nhé. Kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán nhé. Nên là các bác cứ thể yên tâm. Một cái mã tiếp theo. Một số những cái dòng vòi Larabo này. Con này cũng là của Okaramachi. Màu của nó là màu inox sáng này. Con này thì đây, nó sẽ có cái kích thước của nó đo cho các bác là tổng chiều cao luôn nhé. Thì nó sẽ từ mặt bàn đá đi lên này. 18cm. Và từ bên trong này nó đua ra này. 15cm. Nó cũng chưa được 15 đâu, nhưng mà cứ gọi là 15 vẫn được. 14 thôi. Chứ hơn 14 một chút. Trọng lượng của nó, một bộ của nó sẽ gồm có một củ sen và một củ Larabo và một dây cấp. Nó sẽ rơi vào gần 1,2 kg. Gần 1,2 kg nhé. Đây này, các bác có thể nhìn thấy này, không có gì bên trên đâu nhé. Đấy, chỉ nguyên củ sen không thôi. Và về các bác nhận hàng, các bác kiểm tra thoải mái luôn. Okaramachi. Tròn bóng nhé. Đấy, hàng đẹp luôn. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã củ sen Larabo. Củ là mã Larabo. Các bác lên cho em mã này mã vòi Larabo X1. Vòi Larabo X1 nhé. X1. Các bác lên cho em mã là Larabo X1. Con này bên em đang có mức giá đó là 550k. 550.000 đồng một cái mã vòi Larabo X1. Đây, hàng đẹp luôn, để em xoáy cho các bác xem. Hơn 1 cân thì các bác biết rồi, tổng trọng lượng của nó hơn 1 cân thì là hàng của nó thì rất là dày dặn. Này, các bác về các bác xoáy cái này ra. Đấy, bên trong này của nó này. Bên trong này không biết là inox hay đồng, xoáy chắc quá đâu. Đây, để em đợi em một chút, em sẽ xoáy ra. Cái thân này là bằng đồng rồi. Còn cái bên trong cái này của nó thì là này. Xoáy ra cho bác luôn, bằng đồng luôn nhé. Các bác có thể nhìn thấy bằng đồng luôn. Hàng cực kỳ ok luôn nhé. Đấy, đây là bằng đồng nên là các bác yên tâm luôn, hàng xịn luôn, lõi đồng nhé. Hàng đẹp luôn. Củ Larabo X1. X1 550k và bên em bao ship. 550k và bên em bao ship. Hàng của nội địa Nhật, Made in Japan này. Một cái mã tiếp theo này. Một con của Toto nữa. Con này thì lõi của nó là lõi inox. Đấy, lõi đồng, lõi inox, hai cái lõi nó cũng tương tự như nhau. Con này rất là chắc luôn, inox 100% luôn. Đây, phụ kiện của nó này. Và dây cấp này. Nó sẽ rơi vào tổng trọng lượng của nó sẽ rơi vào gần 1 cân 8 này các bác. Gần 1 cân 8 nhé, thiếu một chút nữa là 1 cân 8 thôi. Đấy, thế nhưng mà thôi cứ ghi nó là 1 cân 7. Đấy, cứ gọi là nó là 1 cân 7 cũng được. Đấy. Chữ Z này. À, cái bắt lên này. Đầy đủ bộ phận luôn nhé. Đầy đủ bộ phận luôn.
cái phụ kiện của nó này các bác bắt lên thôi, em để trong này nó khỏi rơi, khỏi thất thoát. Chắc chắn luôn hàng của Toto. Con này thì kích thước của nó đây. Tổng chiều cao của nó sẽ rơi vào 19, gần 19. Cả cái phụ kiện kia nữa là nó sẽ rơi vào 19cm nhé. Và cái đua da của nó này là 17. Con này thì đầy đủ nóng lạnh nhé. Đầy đủ nóng lạnh cho các bác luôn. Hàng đẹp, xịn sò luôn. Các bác lên cho em mã này là mã vòi Larabo X2. Larabo X2. Con này thì có thể xoay được nhé. Con này thì các bác có thể xoay được 360 độ. Các bác muốn xoay hướng nào thì xoay. Đấy, nó rất là tiện luôn. X2. Giá của nó sẽ là 600k. Bao ship Larabo X2. Nặng 1,8 cân nhé. Hàng này hàng chắc chắn luôn, 1,8kg luôn. Larabo X2 600k vào bên nhà bao ship. Hàng đẹp luôn. Một cái vòi Larabo nữa. Con này cũng là Okaramachi nhưng mà màu xám. Đấy, các bác này làm kết hợp với củ sen mã 1 thì con này thì nó ở trong cái màu phòng vệ sinh, hoặc là tí nữa kết hợp với cây sen tí nữa em sẽ giới thiệu thì nó rất là phù hợp. Lõi của nó bên trong này. Lõi của nó bên trong, con này cũng là lõi đồng luôn này. Con này cũng là lõi đồng luôn nhé. Hàng cực kỳ ok luôn. Đấy, các bác xoáy vào. Chọn bộ của nó đây. Con này thì trọng lượng của nó này, cả dây cấp nữa nhé, đầy đủ luôn. Nó sẽ rơi vào hơn 1,4 cân. Hơn 1,4 cân một chút, gọi là 1,4 cân đi. Okaramachi. Lõi bên trong là lõi đồng nhé các bác nhé. Cái kích thước của nó này hơn 17 một chút thôi, gọi là 17. Đua da này cũng là 17 luôn. Hàng của nội địa Nhật, Made in Japan. Con này về các bác lắp vào cái vòi Larabo chậu rửa tay ý, thì rất là tiện lợi luôn. Đó. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã Larabo X3. Larabo X3 nhé. 550k vào bên em bao ship. Mã X3 này. X3 550k bao ship luôn. Đấy, mã X3 550k vào bên nhà bao ship nhé. Nhận hàng nhà em nhớ là các bác yên tâm luôn, là kiểm tra hàng thoải mái. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán nhé. Nên là các bác yên tâm. Larabo X3. Cái mã tiếp theo, một cái củ sen này. Nó giống như cái con củ sen mã 1, nhưng con này nó lại màu trắng. Đấy, bên trong lõi là lõi đồng nhé. Con này cũng giống nhau nhưng mà nó màu inox, không phải màu trắng, màu inox nhé. Hàng này cực kỳ đẹp luôn. Đây, một bộ của nó cũng sẽ đều như nhau, gồm có đầy đủ là một dây cấp này, một củ này, phụ kiện của nó nhé, đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy, phụ kiện chữ Z viết các thứ này, phụ kiện chữ Z các thứ đầy đủ hết này. Về các bác chỉ việc lắp thôi nhé. Đấy, hàng đầy đủ cho các bác luôn. Đây, nó giống, con này thì giống củ sen mã 1 nhưng mà nó màu của nó màu khác nhé. Và bát sen của nó đây, Okaramachi bát sen, có thể chỉnh chức độ. Con này cũng hỗ trợ một phần nào để các bác có thể tăng áp được nhé. Hàng này rất là ok luôn. Đấy, còn thiếu gì nữa nhỉ? Đấy. Giá treo nữa, giá treo của nó nữa. Chọn một bộ này nó sẽ rơi vào 1,1 kg. Chọn một bộ này nó sẽ rơi vào 1,1 kg. Đấy, hàng đẹp luôn nhé, hàng đẹp luôn. Con này thì hàng của nội địa Nhật, Made in Japan. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Okaramachi. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Okaramachi, hàng nội địa Nhật, cực kỳ chất lượng luôn. Đó, hàng ok chưa? Xịn sò. Đấy, nó như con củ sen mã 1 thôi. Hai con này giống nhau. Đấy, nó khác mỗi cái màu, con kia là màu xám, con này màu inox. Hàng cực kỳ chất lượng. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé. Và con này thì cũng là giá 650k. Thì các bác lên cho em mã này là mã các bác lên cho em mã này là mã không lên mã 1 nữa mà là mã củ sen mã 5. Cho nó khác biệt luôn. Củ sen mã 5 nhé. 650k. Bao ship. Các bác lên cho em mã này, mã củ sen mã 5, 650.000 đồng bao ship nhé các bác nhé. Các bác đi qua shop thì cho em xin một nút like các bác nhé. Một cái mã tiếp theo này, một cái dòng vòi xịt. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác đó là một cái xịt này, hàng của Toto này, Made in Japan, hàng xịn luôn. Xoáy ra cho các bác xem luôn. Lõi đồng luôn nhé. Những cái dòng này lõi đồng cực kỳ bền luôn. Nó cực kỳ bền luôn và cực kỳ chất lượng luôn nhé. Hàng của Toto.
Đó, và các bác xoáy vào. Và các bác xoáy vào này. Đấy, xoáy vào. Rất là ok luôn. Đấy, và nó sẽ có phụ kiện cho các bác theo, đó là một cái sợi dây cấp này. Và một cái giá, một sợi dây cấp và một cái giá treo. Đó, đây để em xoáy vào cho các bác xem luôn. Hàng này thì cực kỳ ok luôn nhé, lõi đồng bên trong cực kỳ đẹp. Đó, hàng cực kỳ ok luôn, các bác về các bác chỉ việc bắt vào và các bác sử dụng thôi. Đấy, bắt vào thay vào cái dây cũ các bác thôi, hàng của Toto. Đấy, con này thì nó bền nhé, nó không bị rò nước, nó hạn chế bị rò nước. Và các bác dùng bơm tăng áp của nó thì nó vẫn không ảnh hưởng gì. Đấy, và con này thì bên nhà em đang có mức giá. Các bác lên cho em mã này, mã vòi xịt xịn. Xịt xịn này. 180k nhé. Xịt xịn 180.000 đồng một cái. Đấy, 180.000 đồng một cái. Vòi xịt xịn 180k. Một cái mã tiếp theo, một cái bộ chia nước. Con này hàng của Toto này, giá của nó sẽ là 400k nhé. Đấy, giá của nó sẽ là 400k. Nó sẽ có cho các bác đó là hai cái vòi để các bác xả xuống này. Đó. Rất là tiện luôn. Đấy, thì nó sẽ giảm áp nhé. Bác nào mà dùng bơm tăng áp ấy, thì các bác cũng không lo lắng đâu. Hàng của Toto này, hàng của nội địa Nhật Made in Japan. Hàng của nội địa Nhật Made in Japan này. Nó sẽ có cho các bác đó là một cái bên, đó là nó sẽ có sẵn cái vòi xịt của Toto. Nó đã sẽ có sẵn cái vòi xịt của Toto. Và một bên là nó sẽ có một cái vòi để các bác lắp vào cái bệt vệ sinh của các bác. Hàng chất lượng luôn nhé. Con này thì ở bên nhà em đang có mức giá nó sẽ là 400k. Hàng này là hàng mới chưa qua sử dụng nhé. 400k vào bên nhà em bao ship. Đấy, 400k vào bên nhà em bao ship cho các bác luôn. Hàng đảm bảo cho các bác luôn, xịn sò chất lượng. Các bác lên cho em mã này, mã vòi xịt xịn. Một cái mã tiếp theo này. Một cái bộ bát sen lẻ. Nó sẽ gồm cho các bác đó là một cái bát sen soi gương được luôn. Hàng của nội địa Nhật này. Một cái dây cấp và một cái giá. Các bác lên cho em mã này là mã bát sen lẻ. Bát sen lẻ, giá của nó sẽ là 180.000 đồng một bộ như thế này. 180.000 đồng bộ. Cái vòi sen này có thể tăng áp nhé. Cái vòi sen này có thể tăng áp cho các bác luôn. Này. 180k mã bát sen lẻ này. 180.000 đồng một cái mã bát sen lẻ này nhé. Hàng đẹp xịn sò luôn. Đẹp xịn sò. Nhận hàng nhà em thì các bác yên tâm luôn, kiểm tra hàng thoải mái. Bát sen lẻ 180k. Một cái loại bát sen lẻ nữa, nhưng nó màu xám. Nó sẽ có cho các bác này, dây cấp này, và cái bát sen của nó này. Dây cấp và cái bát sen của nó này. Đấy, kiểu dáng của nó này. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng của Toto này. Đấy, hàng lẻ của Toto. Giá thì bao cho các bác là giá mềm luôn. Giá thì bao cho các bác là giá mềm luôn. Hàng xịn sò chất lượng luôn. Đấy, thì ở đây nó có thể chỉnh tia này. Đấy, tia của nó sẽ tia theo tia bậc thang luôn này. Con này thì ở bên nhà em đang có mức giá, các bác lên cho em mã này, mã bát sen lẻ xịn. Đấy, bát sen lẻ xịn. Các bác lên cho em mã này, mã bát sen lẻ xịn xám này. Hoặc là bát sen lẻ xám nhé, xám đi. Đấy, 250k. Bao luôn phí ship. Bát sen lẻ xám 250.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác luôn nhé. Nhận hàng nhà em ấy thì các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái, rồi các bác mới phải thanh toán cơ, nên là các bác yên tâm nhé. Cái mã tiếp theo này, đó là một cái dòng cây sen nhé. Cái dòng cây sen này là dòng cây sen phím đàn này các bác này. Đấy, nó có cả hiển thị nhiệt độ nhé. Rất là ok luôn. Đó, con này thì dùng rất là ok, rất là tiện lợi, rất là xịn sò luôn. Đấy, nó sẽ có cho các bác đây, bát sen mưa này. Đấy, và một cái bát sen tay như các sen bình thường các bác tắm. Ở đây là các bác chỉnh tia nhé. Nó sẽ có cho một cái giá đây để các bác treo lên. Nó sẽ có giá các bác treo lên nhé. Ở dưới này này, quan trọng là bên dưới cổ này nhé. Đấy là hai cái bên trên này. Bên dưới cổ này thì nó sẽ có cho các bác đó là một cái vòi xịt. Một cái vòi xịt này để các bác xịt rửa này. Đấy, và một cái vòi xả tự do nhé. Con này thì khi các bác dựng lên cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Đấy. Hàng này hàng của Germany nhé, design Germany này. Đấy, rất là xịn sò, phím đàn, có hiển thị nhiệt độ. Con này thì đây, để em xin xoáy ra để em cân cho các bác luôn cái củ sen này của nó. Cân cho các bác cái củ sen nhé. Tại vì nó có rất nhiều loại. Đấy, thì các bác cứ theo cái trọng lượng của cái củ. Đấy là các bác biết, tại vì củ này là của nó là củ lõi đồng. Củ này của nó là củ lõi đồng này, các bác có thể nhìn thấy này. Đấy, để em tháo hết phụ kiện này nhé.
Đấy, người ta sẽ cân nguyên cái củ này. Đấy, là cái mức giá của nó sẽ theo cái củ này của các bác này. Đấy. Cái củ sen này của nó là nó sẽ là hơn 2 cân một chút nhé, hơn 2 cân một chút. Hàng của Hermani nó sẽ có 4 cái chế độ này. Đầu tiên là một cái xả tự do này. Đấy, cái vòi xịt này, cái bát sen cây này và cái bát sen thường này. Còn các bác chỉnh nhiệt độ thì các bác sẽ chỉnh ở đây cho em này. Đấy, các bác muốn mở nước, đây là các bác mở chế độ. Còn đây các bác chỉnh nước này, chỉnh nóng lạnh. Thì các bác muốn mở lạnh thì các bác chỉ cần hơi nhẹ xuống tí thôi. Còn các bác muốn mở sang nóng lạnh thì nó sẽ tầm tầm giữa này, nó đã bắt đầu nó sẽ pha nước nóng lạnh cho các bác. Và cái đồng hồ hiển thị nhiệt độ này, nó sẽ hiển thị nhiệt độ lên nhé. Hàng đẹp luôn, con này xịn sò chắc chắn. Và hàng đảm bảo đủ phụ kiện nhé, chữ Z tất cả các thứ để các bác về các bác lắp luôn. Đấy, củ đồng. Giá của con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 1.900.000 đồng. 1.900.000 và bên nhà em bao ship cho các bác cái mã cây sen này. Cây sen phím đàn. Đấy, cây sen phím đàn. Cây sen này. 1900.000 bao ship toàn quốc. 1.900.000 đồng và bên nhà em bao ship toàn quốc nhé. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé. Cái mã sản phẩm kế tiếp này. Một số những cái giá này, giá gốc và giá treo khăn. Giá gốc này thì rất là đơn giản để các bác có thể để mỹ phẩm. Đấy, mỹ phẩm này, dầu gội, sữa tắm, nước hoa ở trong nhà tắm nhé. Ví dụ đây là một cái góc tường của các bác. Ví dụ đây là một cái góc tường này. Đấy, thì các bác về các bác đặt cái giá đây thì nó sẽ không tốn diện tích, thì nó sẽ không tốn cái diện tích của các bác đây. Đấy, thì nó sẽ tiết kiệm được cái diện tích của các bác. Bình thường không, ví dụ các bác treo ở bên ngoài thì nó rất là tốn diện tích. Để các bác có thể tận dụng góc tường thì nó sẽ tiết kiệm được cho các bác rất là nhiều cái diện tích để nó sử dụng. Đấy, con này thì đây, cái kích thước của nó nhé. 23 cm. Tổng chiều cao của nó sẽ là 34 nhé. Tổng chiều cao nó sẽ là 34 cm, 2 tầng bằng inox. Con này thì các bác lên cho em mã này, đó là mã giá gốc. Giá gốc inox 304 này con này. Hàng xịn sò luôn. Đấy, giá gốc 350k của bên nhà em bao ship. Giá gốc này 350k. Giá gốc 350k và bên nhà em bao ship cho các bác luôn. Hàng đẹp inox, rất là dày dặn chắc chắn nhé. Đấy, một cái mã tiếp theo này, một cái giá treo khăn này. Đấy, những cái dòng này thì các bác nào mà nhà tắm nó kể cả là rộng, các bác cũng dùng loại này, nó rất là tiết kiệm diện tích. Đây, bình thường không thì các bác sẽ là treo như này đúng không? Đấy, treo cái khăn tắm các thứ lên đây. Đấy, dưới này là móc. Đấy, còn ví dụ là chật trội hay là các thứ các bác có thể gấp ngược lên. Đấy, rất là tiết kiệm diện tích. Đấy, lúc nào dùng các bác lật xuống. Và ở đây thì nó sẽ có cái để các bác có thể treo khăn. Treo khăn các thứ này rất là tiện lợi luôn này. Đó. Cái kích thước của nó nhé, em xin nói cho bác luôn. Đây, khi mà nó tất cả cái chiều ngang của nó nhé, 59 cm. Và cái chiều gấp khi nó gấp lại rồi như này thì nó sẽ ra là, khi hạ xuống nó sẽ ra là 24 cm. Còn toàn bộ khi mà nó dãy giữ thẳng ra như này, đấy, nó sẽ rơi vào đến đáy này của nó sẽ rơi vào 34,5 cm. Các bác lên cho em mã này là mã giá treo khăn. Giá treo khăn nhé. Con này bên nhà em đang có mức giá của nó chỉ có 450.000 đồng. Giá treo khăn 450k và bên nhà em bao ship nhé. Hàng inox. Và riêng hàng nhà em dân thì các bác yên tâm một điều, đó là nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán nhé. Nên là các bác đều có thể là yên tâm sử dụng. Đó. Này thì về thêm cho các bác được một ít cái dòng bình nước tưới cây này. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhé. Đấy, các bác có thể tưới cây, có thể làm thuốc để tưới cây này. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Đấy, tất cả em đã test, các bác có thể nhìn thấy nước ra này. Đấy, và đây, nó sẽ gồm có cho các bác bên trong của nó, em xin mở ra luôn nhé. Đấy, van này, cái bơm áp này, và đây bên trong cái bình của nó rất là dày dặn. Rất là dày dặn và dung tích của nó sẽ là 2 lít. Các bác chỉ việc về và xoáy chặt lại nhé. Đấy, và cho thuốc sâu hay là cho tất cả các thứ nước tưới bình thường vào đây cũng được. Và các bác nghén xem, và các bác nghén xem. Đấy, khi mà các bác nước nó nhiều ấy, thì các bác nghén nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ nhanh căng khí. Và các bác bơm, và chúng ta cứ yếu chúng ta lại bơm. Con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là mắc là 2 lít. Giá của con này thì bên shop em đang có mức giá chỉ có 100k thôi. Các bác lên cho em mã này là mã bình tưới lan. Bình tưới lan nhé. 100k một chiếc bình tưới lan như thế này. Hàng đẹp xịn sò luôn. 100k này. Trên cái này.
Đấy, bình Tuyết Lan 100.000 đồng một cái, hàng đẹp xịn sò. Đấy, đợt này thì shop nhà em về rất là nhiều những cái mã kính nhá, các bác có thể nhìn thấy này, kính lão này rất là nhiều, đầy đủ tất cả các size số. Đấy, ví dụ các bác nào muốn 1,75 cũng có. Đấy, nó sẽ có các size số đầy đủ cho các bác luôn, dòng kính cận, kính lão như thế này. Hàng này thì toàn bộ của nó là hàng của Germany của Đức này. Đấy, thì các bác sẽ nhìn nó bình thường không thì nó sẽ hơi mờ nhé, nó sẽ nằm ở những góc này này. Đấy, thì các bác có thể lưu ý cho em này, ở góc này đây, các bác nhìn bình thường này thì có khả năng là không nhìn thấy, nhưng mà đây các bác có thể nhìn thấy này, Germany này, Germany và độ của nó thì nó sẽ là in ở trong bên trong mặt kính này luôn, hàng xịn đảm bảo cho bác luôn. Gọng của nó nhé, cái gọng này của nó thì nhiều khi là lúc vận chuyển ấy thì nó sẽ hơi thẳng ra này, ví dụ thế, thì các bác có thể nắn được, gọng mềm, các bác có thể nắn điều chỉnh được thoải mái cái gọng này của nó này, hàng xịn luôn. Hàng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Berlin, Made in Germany của Đức. Con này thì nó là dòng kính lão kính tuổi, kính lão kính tuổi nhé. Dòng này hàng đẹp, hàng xịn sò luôn. Nhận hàng của shop thì các bác về các bác kiểm tra thoải mái. Riêng hàng kính này, con này thì nó sẽ lên, các bác lên cho shop mã này là mã kính lão nhé, kính lão. Giá của nó sẽ là 250.000 đồng một cái mã kính lão này, và bên nhà em bao ship cho các bác luôn. Đấy, hàng đẹp xịn sò luôn, và bao ship cho bác, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái. Đấy, kính lão này, kính lão 250k bao ship toàn quốc luôn, 250k bao ship toàn quốc luôn. Ở đây thì nhà em có những cái độ như sau, 0,5 này, 0,75, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,25, 2,5, 2,75, 3, 3,25, 3,5, 3,75 và 4 độ. Đấy, đến 4 độ nhé các bác nhé. Hàng của nội địa Đức, xịn sò luôn. Nhận hàng các bác cứ test thử kiểm tra thoải mái luôn. Vừa rồi các bác cũng phải thanh toán nhé. Đấy, kính lão đầy đủ rất là nhiều luôn nhé. Một cái mã tiếp theo, một cái dòng kính đổi màu. Đấy, dòng kính đổi màu, con này thì hàng của Hermes, hàng cực kỳ xịn sò luôn. Hàng Hermes, hàng cực kỳ xịn sò luôn này. Dòng này thì nó là hàng của Marine Italy. Italy này, hàng nội địa của Italy, cực kỳ xịn sò luôn nhé. Cái dòng kính này thì nó sẽ có cái size kính cho các bác đây, 14,6cm nhé. Và gọng của nó nhé là gọng mềm, gọng của nó là gọng mềm này, các bác có thể nhìn thấy đó, đây có thể bẻ cong này. Đấy, nên là các bác bỏ trong túi các bác cũng không sợ bị gãy, gọng mềm luôn này. Enemy, hàng đẹp luôn nhé. Các bác lên cho em mã này là mã 700, kính 700 nhé. Đấy, D700. Đấy, lên đến mã D700 này, 700. Con này bên shop đang có mức giá đó là 350k, bao ship luôn nhé. Riêng nhận hàng của shop là các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái. D700 350k bao ship, hàng xịn sò luôn. Con nào cũng thế nhé. Đây, ở đây có vài con thôi, nhưng con nào cũng thế này, gọng mềm thoải mái luôn, gọng mềm thoải mái luôn, hàng xịn sò, kính đổi màu, kính đổi màu. Một con nữa này, con này cũng là đổi màu luôn này, cái dòng này cũng là đổi màu luôn này, hàng đẹp luôn nhé. Đấy, các bác thấy không, lau đi qua đi cái là lại sạch ngay, để nó bụi bặm thôi. Con này thì nó là hàng trơn, hàng trơn luôn nhé, hàng trơn, hàng trong này, hàng trơn. Con này thì giá mềm thôi, con này cũng đổi màu. Đấy, con này cũng đổi màu. Cái size kính của nó nhé, đây cái kiểu dáng của nó đây, tay kính của nó bằng nhựa nhưng mà nhựa mềm luôn, không sợ bị gãy đâu. Mười bốn phẩy hai cm, hàng đẹp luôn này. Gọng cứng, gọng cứng một gọng. Con này thì các bác đi đường thoải mái luôn, hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Các bác lên cho em mã này, mã D701. Con này thì đợt này giá mềm lắm, 280k. Mã D701, D701 280k, D701 280k, và bên shop bao ship luôn. Một con nữa này, con này thì các bác đeo vào nhìn nó rất là chi thức luôn này, nhìn nó rất là chi thức luôn, hàng đẹp luôn nhé. Gọng nghiếc của nó này,
đẹp xịn sò luôn. Size kính của nó nhé, 14 cm. Con này cũng là đổi màu luôn này. Các bác đi lái xe các thứ thoải mái luôn, trời nắng thoải mái luôn, ok luôn. Đấy, các bác lên cho shop mã này thì là D702. D702 nhé. D702 này. Giá của con này thì là 330k. D702 330k. D702 330k với bên em bao ship nhé. Đấy, D702. Một cái mã tiếp theo này. Em phải bỏ ra ngoài luôn. Nguyên tem giấy này. Nguyên hộp. Hàng nguyên hộp luôn. Đấy, nguyên hộp luôn này. Đầy đủ luôn nhé. Hàng của Hugo Boss Made in Italy. Hàng Hugo Boss Made in Italy này. Đẹp sang xịn luôn. Đẹp sang xịn luôn. Gọng mềm nhé. Đấy, Hugo Boss này. Xịn sò luôn này. Kiểu dáng rất là đẹp luôn các bác nhé. Đấy, kiểu dáng rất là đẹp luôn. Hugo Boss này. Boss này. Đấy. Hàng của Italy này. Hàng của Italy. Made in Italy, Hugo Boss. Đấy, hàng nguyên hộp luôn các bác nhé. Hàng này nguyên hộp, nguyên túi bóng luôn. Trong này nó còn có một cái dòng thẻ nữa này. Trong này nó có một cái thẻ này. Đấy, thẻ của Hugo Boss này. Hàng xịn sò luôn. Dòng này nó là phân khúc hàng cao cấp luôn. Hộp của nó này. Boss. Con này thì các bác lên cho em mã này là 703. Hugo Boss này, 703. Hàng VIP luôn nhé. Con này thì bên shop đang có mức giá đó là 950k. 950k. 7D703. 950k. Bao ship. D703 950.000 đồng. Và bên shop bao ship luôn. Một cái mã tiếp theo này. Cho thêm một con VIP nữa luôn này. Con này thì hộp của nó này. Chapel này. Kính Chapel này. Hộp nguyên hộp luôn này. Trong này của nó thì nó có cả thẻ này. Nó có cả thẻ này. Cả túi này. Cho các bác luôn. Đấy, cũng có con là nó còn vỏ hộp. Nhưng mà cũng có con là chỉ có hộp trong này thôi. Đấy, con này thì đây. Rất là đẹp luôn này. Nguyên seal luôn nhé. Những dòng này là nguyên seal luôn. Hàng xách tay về. Hàng của Italy. Cực đẹp và cực chất luôn nhé các bác nhé. Những cái dòng này thì cực đẹp và cực chất luôn. Đây. Một con kính này. Chapel này. À, Chopat này. Đấy. Hàng đẹp luôn nhé. Đấy, gọng các thứ của nó này. Chopat này. Made in Italy. Đó. Hàng này thì các bác yên tâm luôn. Nét nền nẹt luôn. Hàng này hàng nét nền nẹt luôn. Con này nó sẽ có size kính cho các bác luôn nhé. Nãy em con game đo size kính cho các bác chưa nhỉ? 14,5 cm. 14,5 cm nhé. Hàng cực kỳ ok luôn. Con này thì cán thẳng. Thân thẳng của nó đây. Các bác lên cho em mã này. Đây, hàng này của nó là còn nguyên túi bóng. Hàng này của nó là còn nguyên túi bóng này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Nói chung là hàng này thì thuộc dòng phân khúc hàng xịn. Nó là thuộc phân khúc hàng xịn. Đấy, còn nguyên túi bóng như hàng xách tay. Các bác lên cho shop mã này là mã D704 nhé. Hàng của Italy. D704 950k. D704 950k. Và bên shop bao ship. 704 950k. Bao ship cho các bác luôn. Một cái mã tiếp theo. Một con Poucher. Gọng của nó này.
Gạo này bằng sắt. Rất là thanh cảnh luôn. Rất là thanh cảnh luôn. Con này thì đây. Cực kỳ đẹp luôn nhé. Gạo của nó này. Cực kỳ ok luôn. Size kính của nó đây 14,5 cm. Nói chung là nó cũng phổ thông mặt của Việt Nam chúng ta thôi. Hay là toàn thế giới thì nó cũng chỉ có một cái kiểu mặt đấy thôi. Kích thước nhỏ cũng không chênh lệch nhau đáng kể đâu. Các bác lên cho shop mã này là mã D705. D705. Hàng đẹp luôn nhé. Cái dòng này hàng đẹp luôn các bác nhé. D705. Con này có giá của nó sẽ là 330k. D705 330k và bên shop bao ship luôn. Tất cả toàn bộ kính này là bên shop bao ship nhé. Nên là các bác yên tâm luôn. Nhận hàng ý, thì các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái rồi mới phải thanh toán. Một cái mã tiếp theo này. Rất là đẹp luôn. Màu trà này. Và màu đen. Hai màu. Bác nào ưng màu nào thì các bác bảo em nhé. Màu trà và màu đen nhé. Con này thì nó đều có cho các bác, đó là thương hiệu của nó đây. Zando này, USA của Mỹ này. Hàng Mỹ này. Con này thì được mạ cho chúng ta một lớp 18K. 18K này. Khi các bác mua cái kính này nhé, thì sẽ được tặng kèm thêm đó là một những số những cái dòng bao da nhé. Bao da thì cũng ngẫu nhiên. Đấy, cái những dòng bao da ngẫu nhiên này. Đấy thì nó cũng có lúc là bao da của cái dòng Solex, nhưng mà có những lúc thì nó sẽ là dây pan, và có những lúc là nó sẽ là hộp cứng. Đấy thì nó sẽ được tặng kèm theo đó một cái hộp nữa. Đấy, đại loại nó là như thế. Đại loại nó sẽ được tặng kèm theo hộp xịn. Đấy, còn bình thường nó sẽ là hộp thường. Còn cái này nó sẽ được tặng kèm theo nó là một loại hộp xịn cho các bác luôn. Đấy, hàng cực kỳ xịn sò luôn nhé. Màu trà và màu trà và màu đen, hai màu. Cái size kính của nó nhé, thì nó cũng sẽ là 14 cm, 14,1, 14,2, nhưng mà thôi cứ gọi là 14. Hàng đẹp luôn. Các bác lên cho shop mã này là mã D706. D706. Con này thì có mức giá đó là 700k với shop bao ship nhé. D706 700k. D706 700.000 đồng và bên shop bao ship cho các bác luôn. D706 700k bao ship. Hàng đẹp luôn nhé. Nhận hàng thì các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới thanh toán cơ. Một mã kế tiếp này. Mẫu con này mẫu của đẹp xịn sò luôn này. VN này. Đấy. Lovut. Lovut Tion này. Italy này. VN này. Hàng cực đẹp, cực chất luôn. Hàng cực đẹp, cực chất luôn nhé. Đeo lên thì nó rất là phong cách luôn nhé. Con này nó gọng của nó đây, các bác có thể nhìn thấy. Đặc biệt luôn nhé. Và những cái này thì nó rất là chất lượng luôn nhé. Hàng này thực sự với các bác luôn, độc nhất vô nhị luôn. Con này thì nó sẽ có size kính của nó là 14,7 cm. 14,7 cm. Đẹp, xịn sò. Các bác lên cho shop mã này là mã D707. 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 330k. D707 330k vào bên shop bao ship. Mã D707 này. Đấy. Hàng đẹp luôn nhé. Một con tiếp theo này. Các bác có thể nhìn thấy kiểu dáng cực kỳ đẹp luôn. Hàng này hàng của Solex. Famicom. Solex Famicom. Cực kỳ ok luôn. Hàng cực kỳ ok luôn. Size kính của nó này. Mười ba phẩy sáu cm.
Đấy, có bao da. Bao da của Solex luôn nhé. Nó theo sẽ theo bao da của Solex luôn. Hàng cực kỳ xịn sò luôn nhé. Đấy, nó có cả bao da này, kính này, các bác về các bác sử dụng luôn. Hàng cực kỳ chất luôn. Con này thì được mạ một lớp 14K. Được mạ một lớp 14K này. Cực kỳ ok. Các bác lên cho shop mã này là mã D708. D708, con này có mức giá cực kỳ mềm luôn, 700K. D708, 700K bao ship. Vào bên shop bao ship luôn nhé. Mã D708, giá của nó sẽ là 700K bao ship. D708, hàng đẹp luôn. Một con tiếp theo này. Mắt của nó này. Con này cũng là dòng này, cũng là dòng của Solex nhé. Solex Famicang. Hàng của Pháp thì các bác yên tâm rồi. Hàng nội địa Pháp thì yên tâm luôn. Hàng này dùng rất là ok luôn. Size kính của nó 14,5. Con này thì cũng được mạ một lớp 14K. Mạ 14K này. Hàng cực kỳ chất luôn. Có bao da nhé, chắc chắn rồi. Hàng Solex, tất cả hàng Solex đều có bao da để các bác về các bác đựng thoải mái luôn, cực đẹp luôn. Đó. Các bác lên cho shop mã này là mã D709. 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 700K. Đấy, D709 cũng 700K. Bao ship luôn nhé. D709 700K bao ship luôn. Một con Solex nữa, nhưng con này thì không có mạ. Con này thì không mạ. Đẹp luôn nhé. Đấy. Hàng này thì gọng này của nó thì các bác có thể bẻ mềm dẻo luôn, các bác có thể bẻ các bác chỉnh nhé. Ví dụ về nhưng mà lúc vào trong lúc vận chuyển ấy mà nó hơi bị lệch những cái này này, nó không gãy được đâu. Đấy thì các bác cứ bẻ lại cho các bác chỉnh lại cho em nó cân một chút. Đấy. Ví dụ đây này nó đang hơi không cân một chút thì các bác có thể vận chỉnh lại một chút cho em. Đấy cái dòng này. Hàng này thì nó là hàng của Solex Famicang. Rất là đơn giản nhưng mà thiết kế cực đẹp. Cái size kính của nó này. Mười bốn cm. Các bác lên cho shop mã này là mã D710. D710 500K. D710 500K bao ship. Một cái mã nữa này. Nguyên hộp không nhé. Nguyên hộp luôn. Giấy tờ đầy đủ luôn này. Dây bàn này. Dây bàn này. Giả lau kính. Dây bàn. Hàng cực kỳ ok luôn. Nguyên túi bóng không nhé. Hàng cực kỳ đẹp. Gọng của nó này. Dây bàn Made in Italy. Hàng nhà em thì các bác yên tâm luôn, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái. Cực kỳ đẹp. Con này cực kỳ đẹp, cực kỳ chất. Cực kỳ đẹp và cực kỳ chất luôn nhé. Các bác lên cho em mã này là D711. Đây. Nó cũng cùng thế nhé. Còn nguyên túi bóng này. Dây bàn D711. À, 700K bao ship. D711 700K nhé. Còn nguyên hộp nhé. Nó còn nguyên hộp nên là các bác yên tâm. D711 700K và shop bao ship. Một cái mã kính tiếp theo. Màu trà. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng này thì đây. Hàng của Mỹ, American USA.
hàng đẹp luôn, gọng của nó này rất là sang luôn, rất là sang, rất là đẹp luôn. 100% chống tiêu UV, cực tốt luôn, cực sang luôn, cực đẹp luôn. Đó, size kính của con này nhé, mười bốn phẩy hai cm, cực chất luôn, con này thì các bác lên cho shop mã này là mã D712, D712, 350k, D712 350k shop bao ship, D712 350k bao ship. Một con tiếp theo, một con kính Bentley, gọng của nó này, hàng đẹp luôn nhé, hàng cực đẹp, cực nét luôn nhé. Hàng này của nó thì hàng của Made in Italy này. Hàng của Italy. Đây là em chút chỉnh lại cái. Đấy, Mercedes-Benz này, Italy, cực đẹp luôn. Đấy, gọng giữa cái thứ của nó này, thân gọng của nó đẹp xịn sò, đẹp xịn sò luôn. Con này thì các bác lên cho shop mã này là mã D713. D713. Con này thì em nói thật với bác luôn, hàng hiếm luôn. Đấy, cứ lên mã con này hôm nào là hết con đấy. Hàng này hàng xách tay về nên là nó số lượng của nó thì cũng có con có số lượng nhưng mà cũng có con không có đâu nhé. D713 này. 350k. D713 350k, hàng của Bentley. Một con tiếp theo này, Gucci, Gucci, hàng đẹp luôn nhé, Gucci hàng đẹp luôn này, gọng cũng các thứ của nó này, vùng vắn đẹp xịn sò luôn. Đấy, hàng đẹp xịn sò luôn nhé. Con này thì hàng của nó thì hàng đẹp, chất lượng. Đấy, đúng hàng, khi các bác nhận hàng thì em là đúng hàng, đúng mẫu nhà em. Đấy, con Gucci đây, quảng cáo như nào là đúng như thế nhé. Đây các bác có thể nhìn thấy này, nhìn rất là đẹp luôn. Các bác lên cho shop mã này là mã D714, D714 này, 320k, 320k, D714 320k bao ship, D714 320k bao ship. Một cái mã tiếp theo, con này thì lúc đợt nọ thì nhiều người hỏi thì lại không có, đợt này lại về số lượng rất là nhiều luôn. Prada, Prada này, hàng này thì các bác yên tâm luôn, hàng VIP luôn. Đấy, hàng này hàng của Italy này, cực đẹp luôn, hàng của Italy, gọng mềm nhá, chỉnh thoải mái nhá, các bác có thể chỉnh thoải mái luôn. Đấy, những cái gọng này như em ấy thì nếu mà ví dụ nó, các bác có thể ví dụ là về lúc mà nó vận chuyển ấy, nhìn nó hơi hai bên nó không cân nhau một chút thì các bác có thể chỉnh lại giúp em nhé. Đó, con này thì size kính của nó đây, size kính của nó này 14,6 cm, 14,6 cm. Các bác lên cho shop mã này là mã D715, D715, 320k, D715 nhé, 320k bao ship, mã D715 này. Một mã tiếp theo này, một em Maybach, con này thì rất là đẹp luôn này, con này thì rất là đẹp luôn này, gọng của nó này cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ ok luôn. Maybach, hàng của Italy, Maybach hàng của Italy, size kính của nó đây 14,2 cm. Các bác lên cho shop mã này là mã D716,
D716. Maybach hàng đẹp luôn nhé. D716 này. D716 330k. D716 330k bao ship. Một cái mã kính nữa này dành cho các chị em, không lại bảo là không có cho cái nào cho chị em này. Trắng như ngọc trinh, hàng VIP luôn. Hàng này hàng nguyên seal luôn, nhưng mà nó chỉ có cái túi này thôi. À. Hàng xách tay của Italy luôn. Cái kính nữ nhưng mà con này VIP xịn sò. Đấy, con này có cái size kính cho chị em đây. Đây em đo size kính cho các chị em luôn nhé. 14,3 cm. Vừa mặt luôn nhé, con này vừa mặt đeo rất là thích luôn này. Mà ấy của nó rất là xịn luôn, cái dòng này rất là xịn, rất là đẹp. Màu của nó là màu nhạt, màu để các bác đeo kính là kính dâm, màu trà nhé. Trên trà dưới trắng, đeo rất là ok luôn. Đấy, hàng còn nguyên túi bóng luôn. Sẽ tặng cho các bác là một theo một cái hộp VIP, theo một cái hộp xịn sò còn theo nó luôn. Nên là các bác có thể yên tâm nhé. Đấy, tặng kèm thêm cho các bác một cái hộp nữa. Đấy, hộp bất kỳ. Đấy, để các bác thể đựng vừa con kính này. Các bác lên cho shop mã này là mã D717. D717 này. D717 giá của nó sẽ là 900k bao ship nhé. D717 900k bao ship cho các bác luôn, hàng đẹp xịn sò luôn. D717 900k bao ship. Đây, hôm nay lại về cho các bác một cái số những dòng điều hòa cây này. Cái dòng này thì tất cả những em sẽ hỗ trợ cho các bác thêm một cái điều khiển đa năng nữa nhé. Ở đây thì em đã đánh dấu on off rồi này. Đấy, thì các bác bật theo on này. Đấy, là bật được luôn này. Đấy, và nó sẽ ra cái nguồn gió ở đây. Đấy, và cái hơi nóng nó sẽ ra đằng sau. Dàn con này thì còn cực kỳ đẹp luôn nhé. Đấy, đã vệ sinh qua rồi. Thế nhưng mà đây các bác có thể nhìn thấy cái dàn của nó này. Dàn của nó còn rất là đẹp luôn. Con này đời của nó sẽ là đời 2019 nhé. Đây, để em sẽ xin review cho các bác cái đời của nó này. Đấy, đây. Đời của nó là đời 2019. Con này thì nó sẽ sử dụng cho chúng ta đó là điện 100 này. Công suất của nó là 600-675W. Sử dụng ga là ga 410. Đời của nó là đời 2019. Đấy, rất là ok luôn nhé các bác nhé. Rất là tiết kiệm điện luôn. Một con điều hòa cây con này có 600W thôi. Cái dòng này thì các bác có thể sử dụng cho những cái phòng từ 12, 13, 14 m2, 15 m2 đổ lại. Đấy, và ở đây thì nó sẽ ra cái hơi lạnh và điều khiển ở đây các bác có thể tăng giảm nhiệt độ. Đấy, tăng giảm nhiệt độ này. Đó. Và đây để em sẽ xin zoom cho nó bé lại để các bác có thể nhìn thấy tổng quát của nó. Ở cái phần kích thước của nó thì đây, các bác nó sẽ có chiều cao cho chúng ta này. Đó là 74,5 cm. Chiều ngang cái mặt này của nó sẽ rơi vào 35 cm, và chiều sâu của nó này nó sẽ rơi vào 21 cm. Và con này thì đây, để em sẽ xin phép được đo nhiệt độ cho các bác nhé. Đây, đo nhiệt độ cho các bác này. Các bác nhìn nhiệt độ ngoài trời này. Đấy, thì nó đang giảm dần này, 20 độ này, 19 này. Đấy, 15 độ. Đấy, các bác có thể nhìn thấy nhiệt độ của nó xuống cực kỳ sâu luôn, xuống cực kỳ sâu và cực kỳ mát luôn. Đấy, 14 độ. Đây là để sát. Còn mà lúc ra phòng ấy thì nó sẽ rất là mát. Đấy, nó sẽ làm mát. Và cái này, con này rất là tiện nhé. Nó cái hơi nóng của nó này. Hơi nóng của nó đằng sau đây. Nó sẽ tự đẩy theo ra ngoài. Còn nếu mà bác nào muốn có cái ống thì các bác có thể bỏ cái này chỗ này ra này. Đấy, ở đây, ở dưới đây này. Nó có chỗ cái ống này, các bác có thể nối ống đi được. Còn không thì nó sẽ trực tiếp thổi ra. Đấy, con này là dòng là điều hòa cây, điều hòa cửa sổ nhé. Đấy, kích thước của nó các bác nhìn thấy dàn của nó này. Còn cực kỳ đẹp, còn cực kỳ đều luôn nhé. Và không hoen gì. Đây, đầu đồng của nó này. Các bác có thể nhìn thấy kỹ ở cái khe này này. Đầu đồng của nó là còn rất là mới luôn nhé. Đấy, đời của nó còn rất là cao, đời 2019. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Koirumi. Koirumi điều khiển của nó đây. Và con này thì giá của nó bên nhà em xin có cái mức giá. Thực ra là nếu mà cái đời này thì bên ngoài thị trường người ta đang bán tầm 4,7-4,8 triệu. Nhưng mà cái lô này thực sự ra còn 2 con. Nhà em về giá nó mềm. Nên là em cũng xin là để cho các bác giá cực kỳ mềm luôn nhé. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 4.200.000 đồng. Bác lên cho em mã này là mã H1 đi. H1 4.200.000 bao ship luôn. 4.200.000 đồng mã H1 và bên em bao ship nhé. Để em dán ra ngoài luôn để cho các dễ. Hàng đẹp luôn, còn nguyên đai nguyên kiện, sử dụng rất là ngon lành luôn. H1 4.200.000 và bên em bao ship cho các bác cái mã này.
Đấy, mang rất là mát luôn nhé. Đây đo lại nhiệt độ này. Nhiệt độ ngoài trời của bên nhà em là 28 độ, 27, 28 độ. Đấy, và đây để cái dây của nó nhé. Và đây này, các bác có thể nhìn thấy này, nhiệt độ xuống luôn này. Đấy. Đấy, xuống rất là nhanh luôn nhé. Nhiệt độ xuống rất là nhanh và rất là mát luôn. H1. Đấy, đời 2019 nhé. Đời 2019. Một cái mã tiếp theo, một con này thì là hàng của thương hiệu Corona. Đấy, hàng của thương hiệu Corona nhé. Con này nó cũng có khiển, hoặc là các bác không muốn dùng khiển thì các bác có thể bấm nút này. Đấy. Bấm nút nó cũng chạy. Đấy, bấm nút ở đây này. Đấy, bật tắt này. Đấy, cũng đều được chứ. Cũng đều được để các bác có thể test tiếp các thứ đều được. Đấy, mặt ngoài của nó thì bao cho các bác là không bể vỡ. Kích thước của cái con này nhé, để đo cho các bác từ bên ngoài này, kích thước của con này, này. Tổng chiều cao con này nó sẽ rơi vào 74, hơn 74 cm một chút. Đấy, chiều ngang này của nó sẽ rơi vào 33 cm. Và chiều sâu này của con này nó sẽ rơi vào 22 cm. Mặt của nó đây, các bác có thể cậy ra để các bác kiểm tra này. Đấy, các bác có thể cậy ra kiểm tra thoải mái luôn nhé. Hàng thì hàng đẹp luôn. Đấy, lúc đầu tiên nhé, khi chạy thì nó sẽ có hơi có một tiếng một chút. Đấy, tại vì điều hòa nào cũng thế, bắt đầu là nó bơm ga lên, cái tiếng này là tiếng máy bơm, nó bơm ga lên để cho vào các dàn ống đồng. Còn mà khi mà nó chạy ổn định thì nó sẽ rất là ok luôn. Đây, con này thì đấy, êm luôn nhé, êm luôn cho các bác luôn. Và con này thì những cái dàn này của nó còn rất ok này. Cái chỗ này thì nó hơi bị ám màu một chút, nhưng mà ống đồng các thứ của nó còn rất là ok, còn rất là đẹp. Dàn của nó nói chung là đại loại là còn ok. Đấy, tương đối là đẹp. Đấy là mặt đằng trước. Còn mặt đằng sau đây không bể vỡ nhé. Đấy, gió nóng nó hơi nóng nó đằng sau này. Và cái dàn này của nó các bác có thể nhìn thấy này, còn tất cả còn rất là đẹp. Nhìn các bác có thể nhìn qua khe này, nếu mà nó mọt cái là chúng ta có thể nhìn thấy ra ngay. Đấy, nếu mà mọt các bác có thể nhìn thấy ra ngay. Đấy, hàng này cực kỳ đẹp luôn. Và con này thì nó cũng thế, cũng đều có điều khiển, nó cũng có điều khiển. Đấy, nhưng mà thực sự lòng với các bác là quên không mang điều khiển xuống, quên không mang điều khiển ra để quay test cho các bác. Đấy, còn con này thì rất là ok luôn. Con này của nó lại mát từ từ nhé, từ từ nó sẽ mát từ trên nó đuổi xuống, mát từ trên nó đuổi xuống. Đấy, hàng đẹp luôn. Và con này thì thương hiệu của Corona. Đây, thông số kỹ thuật của nó đây. Con này thì nó sẽ cũng sẽ sử dụng điện 100. Công suất của nó là 525 đến 600W. Đấy, sử dụng điện 121 kg. Ga của nó là ga 410. Con này cũng đời 2019 nhé các bác nhé. Con này cũng đời 2019 này. Đời này, đợt này lô hàng này em về toàn đời cao thôi. Đấy, rất là mát luôn. Rất là mát luôn nhé. Em đóng hàng thực sự với các bác luôn là cho nhân viên đóng hàng cũng để cho anh em một cái kén điều hòa này. Nhưng mà chỗ lán nó rộng thì em sẽ để thêm một cái quạt nữa. Đấy, để cho nó phe phẩy. Thì cái hơi mát của cái này ra nó rất là ok luôn nhé. Con này thì đây, nhiệt độ của nó này. Nhiệt độ của nó nhé, độ C nhé. Nhiệt độ đang là 28 độ nhé. Đấy. Đây, đây em chút. Đấy, nó đang giảm xuống này. Đây, 28 này, 21 này, 20 này. Đấy, 19 này, 18 này, 17 này. Đó, vừa bật lên mà nhiệt độ của nó giảm rất là nhanh nhé. Đấy, nhiệt độ đây để gần cái điều hòa. Tại vì làm sao ở cái chỗ quay của các em, các bác có thể nhìn thấy này. Đấy, nó rất là rộng. Nó rất là rộng, chỗ này của em là gần 50m². Đấy, gần 50m² ở cái chỗ này. Nên là nó rất là rộng, nên là nó không thể nào mà bổ là mát được ngay được. Đấy, thì em sẽ để gần đây để các bác biết là cái nhiệt độ của nó có thể giảm xuống cực kỳ ok luôn. Đấy, các bác về các bác test. Khi các bác nhận hàng nhé, cái dòng này em bao cho các bác kiểm tra hàng thoải mái. Và cái này đã mua bảo hiểm, cái này sẽ có mua bảo hiểm, nên là các bác có thể yên tâm là nó sẽ không sợ bị bể vỡ. Đấy, khi các bác nhận hàng các bác kiểm tra là nó không bể vỡ nhé. Và con này thì các bác lên cho em mã này, mã H2. Và H2 con này bên nhà em cũng có mức giá, đó là 4.200.000 đồng. Và nó sẽ gồm có một khiển đa năng. Đấy, khiển là có pin luôn nhé. Và một con điều hòa như thế này, đó, để cho các bác sử dụng. Đấy, thì khi mà các bác bật máy lên thì nó sẽ rơi vào cửa tầm từ 1 đến 2 phút thì nó bắt đầu nó sẽ khởi động lốc. Các bác lên cho em mã này là mã H2. Giá của nó sẽ là 4.200.000. H2 4.200.000 đồng nhé. Và cái dòng này thì ví dụ là các bác nào mà cũng muốn đời 2019 cũng đẹp đẹp như này thì các bác cứ bảo em nhé, thì em sẽ kiếm cho ví dụ là con này mà hết rồi thì sẽ có con khác, lúc nào hàng nó cũng sẵn nhé. Hàng này nhà em nó cũng sẵn luôn, nên là các bác có thể yên tâm. Đấy, H2 4.200.000 đồng và bên nhà em bao ship. Một cái mã sản phẩm áo điều hòa đợt này về cũng lại rất là nhiều luôn. Đợt này thì về áo thì đầy đủ cho các bác các size số nhé. Đấy, đầy đủ các bác size số này.
màu giàn di, màu nói chung là màu cũng rất là đẹp. Màu này thì các bác ngẫu nhiên nhé, màu này sẽ là màu ngẫu nhiên. Nó sẽ gồm có cho các bác đó là một cái bộ, cả bộ nhé, sẽ một gồm một áo và một cái bộ pin như này. Thì cái áo thì đơn giản rồi, thì mình quan trọng nhất là cái bộ pin thôi. Bộ pin này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Akita, hàng của nội địa Nhật. Con này thì nó sẽ là dung tích pin của nó là 86.000 mAh, công suất là 20W. Đấy, sạc vào đây, hàng của Nhật cực kỳ xịn sò luôn. Ở đây nó sẽ có cho các bác đó là hai cái vạch đèn sáng này, các bác bật lên này. Đó, thì một cái vạch bên trên là pin, còn cái vạch dưới là sẽ là tốc độ. Các bác về các bác lắp vào nhé. Lắp vào áo thì nó rất là đơn giản thôi, còn là các bác chỉ cần test như này cho em là được này. Các bác cắm cái dây đỏ này vào đây này. Cắm cái dây đỏ vào cái pin này. Đó, và các bác kết nối với cái quạt. Cái quạt thì ở đây nó sẽ có cái lỗ này. Thì các bác kết nối vào cho em này. Các bác kết nối vào. Và các bác bật nguồn lên nhé. Và các bác bật nguồn này. Đó, các bác muốn chỉnh chế độ này. Đấy, thì tốc độ mạnh, tốc độ yếu thì khuyến cáo các bác là nên sử dụng ở mức độ 2 thôi. Ở mức độ 2 thôi nhé, thì là nó phù hợp nhất. Đó, nó sẽ gồm cho các bác đó là một pin, hai quạt, một dây và một cái đốc và một cái sạc này. Giá của một cái bộ áo điều hòa này thì ở bên em cả bộ nhé là sẽ là 550k. 550k và bên em bao ship. Đấy, áo như em thì đầy đủ các size số cho các bác luôn. Đấy, đầy đủ các size số cho các bác luôn nhé. Nên là các bác có thể thao hồ lựa chọn. Đấy. Một con nữa này. Một con này cũng là sáp này. Đấy, con này thì nó lại kiểu có dáng của nó lại kiểu dáng khác một chút nhé. Con này thì công suất của nó đây. 26W. 26W nhé, con này phù hợp cho các phòng ngủ khoảng 20 mét vuông đổ lại. Con này 26W sử dụng điện 100. Đây. Màn than hoạt tính của nó đây. Màn lọc của nó đây. Nói chung thì vẫn còn sử dụng được. Đấy, vẫn còn sử dụng được thì em mới để lại, còn nếu mà không sử dụng được nữa thì em không sẽ không để lại nhé. Đấy, con này thì vẫn còn sử dụng được nhé, nó vẫn còn trắng là vẫn sử dụng được. Bao giờ nó phải đen nghịt cơ. Đấy thì nó mới không sử dụng được nữa. Đó, tình trạng thì vẫn ok, hoạt động tốt. Khay nước của nó này. Khay nước của nó này. Đấy. Con này các bác có thể nhìn thấy đây là bên ngoài chưa vệ sinh. Chưa vệ sinh, hàng này là hàng chưa vệ sinh. Nên là giá sẽ mềm hơn. Các bác về các bác chịu khó lau qua đi một chút. Hoặc là bác nào mà cần vệ sinh thì các bác cứ bảo em. Thì bên em sẽ hỗ trợ các bác vệ sinh thêm. Đấy. Đây. Con này thì các bác vẫn sử dụng tốt nhé. Cắm điện vào. Còn bác nào mà muốn mua cái màng phổi này trước khi mà gửi hàng cho các bác, thì các bác phải đặt cọc cho em tiền màng phổi nhé. Đây. Bật nguồn này. Đấy. Tốc độ của nó này. Đấy, đây là ion này. Đấy, tốc độ gió này. Rất là tiện lợi luôn. Hoạt động tốt nhé. Con này phòng bé các thứ thoải mái luôn. Các bác lên cho em mã này, mã Q2. Mã Q2. Con này bên em đang có mức giá đó là 650k. Q2 650k bao ship. Đó. Cái mã tiếp theo. Con này có bánh xe để di chuyển này. Cũng là sáp này, ion này. Đấy, kháng khuẩn khí ion này. Tình trạng hoạt động là vẫn đang hoạt động tốt nhé. Ở đây thì đây, nó sẽ có những cái phím này, có đồng hồ này. Tí nữa em sẽ giới thiệu test cho các bác luôn. Công suất con này cũng là 54W bằng con kia màu trắng. Bằng con kia màu trắng nhé. Nước của nó này. Khay nước của nó còn rất là mới luôn. Than hoạt tính này. Phổi của nó này. Đấy, còn nguyên tấm lưới luôn này. Nói chung là cái này không phải là bẩn đâu, mà bẩn là đen đâu, mà nó đen sẵn rồi nhé. Riêng cái này nó đen sẵn rồi, không phải đấy. Đây, vẫn còn dùng được nhé. Đấy, vẫn còn dùng được, thoải mái. Đó. Đây, test thử cho các bác luôn. Sử dụng điện 100 nhé. Đấy, nếu mà bác nào mà nhà chưa có điện 100 thì các bác có thể mua kèm thêm cục đồ nguồn nhà em nhé. Cục đồ nguồn của Vitenda. Đấy, mua lẻ nguyên cục này thì là 200. Còn mua kèm thêm theo máy thì là nó sẽ là giá là 150. Bật này. Đấy, bật nút giữa ấy, thì là nó là bù ẩm.
Còn nếu mà các bác không muốn bù ẩm thì các bác bật nút home này thì nó sẽ không muốn bù ẩm nữa. Và đây các bác chỉnh gió, các bác chỉnh ở đây. Đó. Rất là ok luôn nhé. Đấy, con này thì các bác lên cho em mã này là mã Q3. Đấy, Q3 con này thì giá của nó sẽ là 750k. Q3 750k. Mã Q3. Có đồng hồ hiển thị luôn nhé. Hàng đẹp luôn. Tất cả thì là chạy tốt các bác nhé. Tất cả thì là chạy tốt. Hàng của Sáp. Hàng của Sáp chạy tốt. Đây. Tắt. Đấy. Con nữa đây. Con này cũng là của Sáp. Kháng khuẩn không khí ion. Đầy đủ đồ nhé. Đây. Còn rất là đẹp luôn này. Sạch sẽ. Như riêng những cái dòng này thì có sức bác luôn là rất là ok luôn. Ngọc Trinh luôn. Trắng như Ngọc Trinh. Con này thì 30W. 30W. Điện 100 nhé. Tất cả đều là điện 100. Hàng Nhật bãi nhé các bác nhé. Tình trạng hoạt động của nó này. Đấy. Hoạt động tốt nhé. Chỉnh gió này. Đây là đang để chế độ. Đấy. Đấy. Chạy tốt này. Tự động này. Độ ẩm này. Đấy. Ion đủ các thứ đầy đủ. Nói chung là hoạt động tốt. Hàng đẹp. Các bác nên cho em mã này là mã Q4. Q4 nhé các bác nhé. Con này thì ở bên em đang có mức giá đó là 850k. Hàng đẹp luôn. Q4 850k. Đấy, Q4 850.000 đồng. Giá thì các bác yên tâm luôn. Bao cho các bác là giá rẻ luôn nhé. Cái này thì đã vệ sinh qua thôi nhé. Mới vệ sinh qua thôi. Nhưng mà các bác dùng thoải mái luôn. Đấy. Con tiếp theo này. Con này thì màu đen. Hàng của con này thì nó phóng xe này. Hai nước thì tất cả đều đầy đủ nhé. Bánh xe tất cả đều đầy đủ. Bánh xe tất cả đều đầy đủ. Thổi cái con này nhé. Thì nó bị gãy cái lẫy. Cái này nó bị gãy cái lẫy này. Đấy thì em dán tương bóng rồi. Nhưng mà các bác để in trong góc nhà thì các bác cái này nó cũng không quan trọng lắm. Nếu bác nào không quan trọng hình thức thì ok. Con này là dòng to nên là than hoạt tính của nó thì nó lại sẽ là than kiểu này. Cái phổi của nó đây. Nói chung là đủ đồ. Nhưng mà phổi của nó thì con này thì hơi xấu. Phổi con này thì hơi xấu. Bác nào mà muốn mua thêm phổi thì các bác alo em. Tình trạng hoạt động thì đang hoạt động tốt. Tình trạng hoạt động thì đang hoạt động tốt. Đây em test cho các bác luôn. À đây công suất của nó nhé. 77W nhé. Con này 77W công suất cực to luôn. Các bác có thể sử dụng phòng khách các thứ thoải mái luôn nhé. Cắm điện này. Này các bác bật đi. Bật cho nhỉ. Đấy bật lên luôn này. Đấy. Đây là không bù ẩm nhé. Còn bác bù ẩm đi. Đấy thì là không có nước cái nó sẽ báo luôn này. Đấy. Con này thì là công suất to. Đấy. À, giá của nó thì phổi của nó hơi xấu. Nhưng là giá của nó em cũng là giới thiệu giá thanh lý luôn. Các bác lên cho em mã này mã Q5. Lọc khí Q5 nhé. Về các bác vệ sinh qua đi một tí hoặc các bác nào cần vệ sinh các bác ới em. Đấy. Q5 800k. Và bao ship nhá. Q5 800k và bao ship. Đó, các bác nào mà chưa có cục đổi nguồn thì các bác có thể mua cục đổi nguồn nhà em nhé. Đó, các bác đi qua kênh bớt chút thời gian cho shop em xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Thì như các bác nhé, khi mà các bác nhận hàng ấy, thì cái dòng quạt này nó sẽ là nguyên hộp, nguyên tai, nguyên kiện, nguyên thùng như này cho các bác này. Ấy, chắc chắn thì em sẽ phải bóc ra em kiểm tra. Nhưng mà đây là nó sẽ là chi tiết cho các bác. Nó sẽ là nguyên thùng. Ấy, hàng mới luôn nhé. À, con này thì đây, có thương hiệu của xe nhé. Em xin đi vào chi tiết hơi lâu một chút. Nên là các bác nếu mà không ưng cái quạt thì các bác có thể tời sang để có thể sang những cái sản phẩm khác nhé. Ấy, thì một video của shop lên rất là nhiều những mã sản phẩm. Ấy, con này thì nó sẽ có hai cái lớp vỏ hộp. Hai cái lớp vỏ hộp này. Đó, toàn bộ của nó là hàng mới. Toàn bộ nó là hàng mới, nói chung là lắp đặt, các bác lắp đặt vào thì rất là dễ thôi.
Đấy, em cũng phải tháo ra để em test, em kiểm tra cho các bác. Trước con dòng này đời 2024 và đặc biệt ý, nó thì sẽ sử dụng cái nguồn điện đó là nguồn điện 220V nhé. Đây, bóc mới nguyên siêu cho các bác luôn. Đấy, bóc mới nguyên siêu cho các bác luôn nhé. Tất cả đều nguyên siêu. Đây, còn đây là hàng mới toanh toanh luôn. Hàng mới toanh toanh luôn. Đấy, còn khi mà các bác lắp lên ý, thì nó sẽ có một cái quạt như thế này cho các bác luôn này. Đấy, nó sẽ là một cái quạt này. Cán các thứ rất là chắc chắn nhé. Nó rất là chắc chắn. Hàng còn nguyên siêu mới luôn. Sử dụng nguồn điện 220V. Đây, để em cắm vào cho các bác luôn này. Bật đây, công tắc ở đây này. Đó. Và bác chỉnh tốc độ này. Nó có 32 tốc độ cho các bác. 18, 19, 20, 21, 22 này. 32 tốc độ tất cả đi. 32 tốc độ. Đó, và các bác có thể con này chỉnh thoải mái luôn. Và nó có cả cái remote. Có cả cái remote này để các bác điều khiển. Đấy, tí nữa em sẽ giới thiệu đời và công suất nhé. Em xin giới thiệu cho các bác những cái này trước. Đấy, điều khiển đây, các bác rút ra. Và cái này các bác lắp vào đây. Nó có cái giá này để các bác được điều khiển này. Thì các bác lắp lên trên này. Đấy, thì để mà khi dùng xong các bác để điều khiển vào đây. Đó, đây. À, các bác có thể quay tốt năng này. Đấy, quay tốt năng này. Rất là xịn sò luôn nhé. Con này thì các bác có thể kéo cao lên. Đó, các bác có thể kéo cao lên này. Đấy, quạt này nó là dòng quạt cây. Nó là dòng quạt cây các bác nhé. Kích thước của nó nhé. Từ đất lên khi mà quạt cây này đây. Nó sẽ rơi vào 1m15. 1m05. 1m05 nhé. Còn khi mà các bác để thấp xuống này. Các bác ấn nút đằng sau nhé. Em tạm dừng cái tốc năng đã. Đấy, các bác sẽ ấn nút ở đằng sau này cho em. Đấy, là mình tiếp tục ấn xuống này. Là mình ấn xuống này. Con này mà khi mà hết cỡ rồi. Hết cỡ rồi. Con này khi mà các bác ấn xuống này. Nó sẽ là 87 cm. Đây, công suất của con này rất là nhẹ điện thôi, 30W các bác nhé. 30W này. Điện motor của nó DC này. Đấy, động cơ không chổi than, 9 cánh. Và đây, tắt. Các bác có thể dùng cảm ứng hoặc các bác có thể sử dụng cái remote để các bác điều khiển thoải mái luôn nhé. Đấy, thương hiệu của nó là thương hiệu của Xere. Hàng của nội địa Nhật, nguyên hộp, nguyên mới, nguyên thùng luôn. Con này thì đây, thông số của nó đây, 30W này, điện 220V. Dòng này 30W, điện 220V, hàng nguyên hộp luôn nhé. Hàng nguyên hộp luôn. Cánh của nó là 35 cm. Sải cánh của nó là 35 cm. Hàng chân đế rất là chắc chắn luôn. Để các bác về các bác lắp vào, rất là tiện lợi. Một số bác cũng có bình luận với em, đó là bảo là hàng nội địa Nhật thì không có điện 220. Thì em xin phép được các bác là có điện 220V nhé. Tất cả đều có, trên thế giới này tất cả nước nào cũng thế, đều có điện 220 và điện 110. Nhưng mà ví dụ là ở Nhật thì người ta sẽ ưu chuộng dùng điện 110 hơn, còn 220 này nó sẽ ít hơn, nên là giá của nó sẽ nhé. Con này thì nếu mà các bác mua mới nguyên hộp từ Nhật gửi về, đâu đó nó sẽ rơi vào cỡ tầm 4 triệu. Nhưng bên nhà em hôm nay giá ưu đãi cho các bác luôn. Giá của nó chỉ có 2.500.000 của bên nhà em bao ship. 2.500.000 đồng nhé. 2.500.000. Quạt 9 cánh này. Các bác cứ lên mã cho em, mã là mã quạt 9 cánh nhé. 2.500.000 đồng và bên nhà em bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Nhận hàng nhé, các bác lắp vào kiểm tra. Con này bảo hành cho bác 2 năm. Đấy, những cái dòng này bảo hành cho bác 2 năm. Đấy, và các bác có thể điều khiển nằm trên giường, các bác có thể điều khiển 9 cánh. Chạy rất là êm luôn. Đấy, chạy rất là êm và rất là sướng luôn. Dùng xong các bác có thể cất điều khiển vào đây. Đấy, hàng đẹp luôn nhé. Tất cả đều rất là nguyên zin, nguyên đai, nguyên kiện luôn. Nó có cả hẹn giờ, các thứ đầy đủ. Đấy, hẹn giờ, chỉnh tốc độ gió đều rất là ok luôn nhé. Đó, các bác đi qua kênh thì cho em Dân Trịnh xin một nút like các bác nhé. Cái mã sản phẩm kế tiếp, một cái dòng bơm 2T. Con này thì hàng của Stanley. Hàng của Made in Japan, hàng nó là hàng nội địa Nhật nhé. Con này thì sử dụng rất ok luôn. Đấy, các bác mở lên này. Đấy, và các bác tại sao lại gọi là dẫn chân thì đây. Các bác dẫn này. Hơi ra rất là khỏe luôn. Các bác bơm xe đạp, bơm xe máy, bơm ô tô đều có thể bơm được. Con này thì nó có cái đồng hồ đo áp suất này, mắc của nó lên đến 10 kg. Đấy, và con này thì khung của nó là khung thép rất là chắc chắn luôn nhé. Khung thép rất chắc chắn, 2 xi lanh. Cực kỳ ngon lành luôn, cực kỳ ok. Đấy, dây của nó là dây chịu áp lực cực kỳ lớn. Và cái đầu ti của nó đây. Và cái đầu ti của nó đây. Các bác có thể nhìn thấy cực kỳ đẹp và cực kỳ ok. Con này thì giá của nó cũng rất là mềm. Con này thì một cái giá của nó sẽ là 200k nhé.
bơm 2T, các bác lên cho em mã này, mã bơm 2T 200k và bên em bao luôn ship nhé. Bao ship toàn quốc luôn, một cái dòng bơm Stanley còn nguyên hộp luôn, hàng mới nguyên hộp. Đấy, và bên em bao ship cho các bác luôn, hàng thì số lượng thoải mái sẵn cho các bác để các bác sử dụng thoải mái luôn nhé, nên là các bác yên tâm. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, đợt này về thêm rất là nhiều cho các bác, đó là một cái dòng máy xay thịt kính, thương hiệu của nó là Seki, hàng cực kỳ đẹp luôn, hàng của Japan này. Con này thì đây, trong hộp của nó sẽ gồm có những cái gì thì em sẽ đi vào chi tiết cho các bác luôn nhé. Khi các bác bóc ra này, yên tâm luôn, hàng cực kỳ ok. Nó sẽ gồm cho các bác đó là một cái thân máy, một cái thân máy này. Đấy, con này thì thương hiệu của Seki, công suất con này sẽ là 500W. Nó sẽ sử dụng nguồn điện cho các bác là nguồn điện 220V nhé. Dung tích con này là 2 lít, hàng của Design Japan này. Máy này, xốp này, đấy, giấy bảo hành này. Cái này thì không gắn được. Nắp này, cối xay này. Đó, cối xay của nó bằng cối xay thủy tinh các bác nhé. Cối xay này của nó bằng cối xay thủy tinh. Dung tích của nhà sản xuất người ta công bố cho chúng ta đó là 2 lít. Các bác đậy vào. Đây, đem bỏ cái này ra đã. Bỏ những cái này ra để đề phòng cắm, có cắm điện thì đấy. Các bác khi mà tháo ra như thế thì các bác lưu ý nhé, không cầm vào đây, tại vì nó rất là sắc, cẩn thận đứt tay. Đấy, các bác sẽ tháo nhẹ nhàng nó ra thôi, tháo theo thứ tự thì nó sẽ không bị vào tay. Đấy. Rồi các bác đặt vào, lưu ý nhé, tại vì có thể rất dễ bị đứt tay. Cái vành này ấy, thì là các bác để lót ở dưới này, lót dưới này để cho nó khỏi bị xê dịch ấy. Đấy, thì các bác nào lót thì lót, không lót thì cũng không sao. Đấy, nắp lại này. Con này thì các bác có thể xay thịt, xay tôm, cua, cá, làm bánh các thứ đều được. Đây, các bác đặt vào đây. Máy này nó sử dụng cái nguồn điện của nó là nguồn điện 220V nhé, nên là nó cũng rất là tiện thôi. Đây này, nó sẽ có hai cấp độ 1 và cấp độ 2. Cấp độ 1 và cấp độ 2, hàng cực kỳ ok luôn. Con này là hàng bằng cối thủy tinh. Hàng bằng cối thủy tinh nhé. Con này thì ở bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 500k. 500.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác nhé. 500k bao ship cho các bác một cái dòng cối xay thủy tinh này. Đấy, xay thịt, xay tôm, cua, cá, ốc, ếch, ớt, ít các thứ đều có thể xay được. Đây. Đấy. Hàng xịn luôn. Đấy, điện 220V, hàng của Nhật. 500k và bên nhà em bao ship nhé các bác nhé. Cối xay Seki của Nhật. 500k và bên nhà em bao ship. Cái mã sản phẩm tiếp theo này, một cái dòng bình đựng rượu này. Đó, hàng cực kỳ ok luôn có nhé. Đấy, bình đựng rượu con này có USA này. Dung tích của con này thì tầm 2 lít. Đấy, tầm 2 lít, hơn 2 lít đấy. Đây, mở nắp ra. Mở nắp ra. Đó, rất là xịn sò luôn để các bác rót rượu các thứ này. Hàng của USA này, Marine USA của Mỹ này. Con này thì nó sẽ có cho các bác đó là một cái bao da. Đấy, các bác đựng rượu, đựng bia, đựng nước thì đều rất là tiện. Như cái này mà đi mà mùa hè nóng mà đi làm khoảng đôi lít bia mà cho vào đây thì quá tuyệt vời. Đấy, con này thì đây, các bác sẽ cho vào trong cái túi này cho em này. Đấy, nó túi bao da của nó này. Đó, đầy đủ túi đeo các thứ nhá. Nó sẽ đầy đủ túi cho các bác đeo. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Đấy, có cả quốc huy của Việt Nam luôn này. Đậy lại. Đẹp xịn sò. Có túi, có cái đeo. Con này thì hàng đẹp luôn nhá. Bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 220.000 đồng. 220.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác nhé. Đấy, 220.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác. Các bác lên cho em mã này là mã bình đựng nước. Bình đựng nước nhé. Đấy, bình đựng nước 2 ly, hàng tầm 2 lít, hàng của Mỹ. Đấy, hàng xịn sò luôn, USA. Đẹp xịn sò. Đấy, bình của cái bao da này là mình tự làm nhé. Hàng đẹp luôn, CCP này. Bỏ vào đây, rất là tiện luôn. Bình nước Mỹ, 220.000 đồng và bên nhà em bao ship. Này về thêm cho các bác đó là một cái dòng cục sạc dự phòng này. Con này của nó thì là hàng của nội địa Nhật, Made in Japan, hàng còn nguyên siêu nhé. Hàng mới luôn. Đấy, hàng mới luôn này. Rất là tiện lợi luôn để các bác cầm đi đâu đó làm sử dụng rất là ok luôn. Ngoài con này thì đây, hàng tất cả đều hàng mới, con này em đã bóc sẵn rồi để kiểm tra hàng cho các bác. Trước khi gửi hàng tất cả thì em sẽ phải bóc ra để em kiểm tra nhé. Đấy. Nó sẽ có cho các bác đó là đây. Một cái số những cái USB để các bác có thể sử dụng ngoài đều được. Đấy, cổng Type-C, cổng Type-C sạc vào nó sẽ có sợi dây cáp này cho các bác này để các bác có thể sạc vào này. Và đây thì nó sẽ có 3-4 cái cổng ra. Một đầu tiên một cái cổng ra này. Đấy. Thứ hai đó là một cái cổng thường.
cổng Type-C và cổng của iPhone, 4 cái cổng ra. Hàng của nó là thương hiệu của nó là hàng nội địa Nhật. Đây, thương hiệu của nó là Nissan, là hàng nội địa Nhật Japan này. Con này có sạc không dây luôn nhé. Và con này thì nó sẽ là dung tích pin của nó là 50.000 mAh. Hàng đẹp luôn. Giá của con này thì bên em đang có mức giá của nó sẽ là 350k. Và bên em bao ship toàn quốc luôn. 350.000 đồng và bên em bao ship toàn quốc cho các bác luôn nhé. Đấy, các bác lên cho em mã này là mã sạc dự phòng. Sạc dự phòng 350k bao ship. Đấy, nó đã có sẵn 4 cái sợi dây cho các bác rồi. Hàng mới luôn, nội địa Nhật. Đấy, 4 sợi dây. Hàng xịn sò luôn nhé. Cái mã tiếp theo này, một cái dòng máy hút bụi. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Tamashio. Đấy, hàng của nó là hàng nội địa Nhật, made in Japan. Hút rất khỏe luôn. Đây, em sẽ test cho các bác với gạo luôn. Đấy, đây nhá, gạo nhá. Gạo lần trước đã thử rồi. Đây, lắp vào này. Đây, cái này em đã hút sẵn rồi. Nó đang bẩn sẵn rồi thì em mượn tạm cái này nhé. Con máy nào cũng thế. Con máy nào cũng thế, cực kỳ ok luôn. Các bác có thể nhìn thấy hút cực kỳ khỏe luôn. Đấy, gạo thì các bác chắc là nó cũng phổ thông rồi, thì các bác biết rồi. Cái dòng này thì hút cực kỳ tốt luôn nhé. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Tamashio, hàng của nội địa Nhật, made in Japan. Cái dòng này ý, thì nó hút gạo, hút bụi. Các bác có thể về, thực ra là vệ sinh ở bàn thờ ấy, hoặc là các bác mua ở vệ sinh ở trên ô tô, ghế sofa đều rất ok luôn. Đấy, thực ra là những cái chỗ thờ cúng, bàn thờ bên nào cũng có, bất cứ tôn giáo nào cũng thế, thì những cái chỗ mà thờ cúng thì nó rất là linh thiêng nên chúng ta cùng hay dọn dẹp. Đấy, ví dụ là những cái vải bình thường thì chúng ta không lau chùi trên bàn thờ được, thì chúng ta mua một con máy hút bụi như này để các bác có thể hút bụi trên bàn thờ. Đó thì nhiều khi là những cái tàn hương hay là để trong một thời gian thì nó sẽ bụi bặm, thì nó sẽ chúng ta sẽ dùng nó để hút bụi vệ sinh. Con này thì nó sẽ có một cái dây cáp sạc, một cái dây cáp sạc này. Đấy, và nó sẽ có một số những cái đầu đây. Đấy, nó gồm có những một số những cái đầu đây để các bác có thể lắp vào và có thể sử dụng rất là tiện. Ngoài cái mục đích hút bụi ra thì con này nó có cả cái để cho các bác thổi bụi. Nó có một cái để các bác thổi bụi nữa. Đó, rất là tiện lợi. Đấy, các bác có thể thay thế các đầu vào để các bác có thể thổi bụi, rất là ok luôn nhé. Đấy, nhiều khi là những cái khe cửa ấy, nhiều khi là những cái khe cửa mà các bác bé quá các bác không thò tay vào được thì có thể lấy cái này để các bác thổi bụi ra, rất là tiện luôn nhé. Tamashio, con này thì bên nhà em đang có mức giá cực kỳ mềm cho bác luôn. Máy hút bụi của Tamashio này, con này bên nhà em đang có mức giá đó là 200.000 đồng thôi, giá chỉ có 200k, và bên nhà em lại còn bao cả ship cho các bác nữa. 200k bao ship cho các bác cái dòng máy hút bụi của Nhật này, nội địa Nhật này, Tamashio 200k bao ship toàn quốc, 200.000 đồng, và bên nhà em bao ship toàn quốc cho các bác luôn nhé. Nhận hàng nhà em thì các bác yên tâm luôn, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán. Đây, một cái mã sản phẩm bác nào mà có cái thích cái thú vui ở vui thú điền viên, hay là có những cái thú vui là đi phượt, đi cắm trại, hoặc là đơn giản là chỉ để trên xe ô tô để những lúc mà xe mà nó bị sình lầy thì chúng ta có thể khắc phục nó luôn. Thì đây, một con xẻng tháo lắp ấy, hoặc là còn gọi là xẻng sinh tồn để các bác đi cắm trại đi phượt này. Nó sẽ gồm có cho các bác đó là một cái thân xẻng này, hàng của nội địa Nhật in Japan này. Đó, nó sẽ có một cái lưỡi cưa đây, hoặc các bác có thể làm xẻng này. Làm xẻng này. Đấy, các bác xúc đất ở, ví dụ đơn giản nhất là ở cái lốp xe bánh xe các bác. Đấy, xúc đất ra. Hoặc các bác có thể làm cuốc để các bác có thể cào. Hoặc các bác có thể làm cuốc để các bác cào. Đấy, rất là đơn giản nhé. Các bác có thể để ngắn. Đấy, hoặc là các bác lắp đốt vào nó dài như này. Đấy, tổng chiều dài của con này thì nó sẽ rơi vào 93cm. Em đo lại cho chính xác cho các bác nhé. Đây, 93cm các bác nhé. Chính xác là 93cm. Và nó sẽ gồm có cho các bác đó là một cái thân của nó như thế này. Ví dụ bí quá nhé, mà nó khó quá, mà các bác xe bị sình lầy khó quá, thì các bác có thể để vào này để các bác cầm, các bác cào này. Đấy, và đây, những cái phụ kiện của nó đây. Nó sẽ có đầy đủ các phụ kiện cho các bác nhé. Ví dụ gặp xe tai nạn, các bác có đẹp có đầu phá kính. Đi rừng, đi cắm trại, chúng ta có cái đồ ăn ngon mà không có dao thì các bác có thể lắp vào. Đấy, làm dao. Đấy, lắp vào thì
các bác lưu ý nhé, lắp vào thì cầm lưu ý một chút. Đấy, có thể lắp vào làm dao, có thể lắp vào làm dao này, có phá kính này. Bên trong này của nó còn có cả cho các bác đó là một cái đầu tô vít và một cái đá đánh lửa, một cái đầu tô vít và một cái đá đánh lửa nữa này. Và ở đây nó còn có cả cho các bác đó là một cái còi. Đấy, rất là tiện lợi luôn nhé, một cái xẻng đa năng sinh tồn rất là tiện lợi luôn. Đấy, đây cái đầu tô vít thì các bác lắp vào đây gần như là đầy đủ cho các bác rồi, chỉ việc về và sử dụng thôi. Đấy, và các bác lắp vào, lắp kết nối vào với nhau nhanh thôi, chỉ chưa đầy 30 giây là các bác đã có thể lắp xong được hết tất cả các cái kết nối này vào với nhau được đó. Đây, em lắp qua thôi nhé. Đấy, các bác vừa có thể là làm gậy, cái này các bác cũng có thể là làm gậy để phòng thân. Nhiều khi là lái xe trên đường ấy thì thực sự ra là không biết đường nào, mà lần được gặp các những anh em hỏi tìm bố thì đây có cái này. Đấy, các bác có thể tháo ra đó, thì các bác có thể làm gậy phòng thân tạm, gậy phòng thân tạm này. Phá kính này, choang cái là phá được kính, rất là tiện lợi luôn nhé. Một cái mã sản phẩm như này bên nhà em đang có mức giá đó là 350.000 đồng, 350k và bên nhà em bao luôn phí ship cho các bác luôn nhé. Các bác lên cho em mã này là mã xẻng, xẻng tháo lắp, xẻng sinh tồn, xẻng tháo lắp, xẻng sinh tồn, 350k bao ship. Cái mã sản phẩm tiếp theo này, một cái dòng cân sức khỏe có thương hiệu của Akiko, hàng của Nhật. Con này thì cực kỳ xịn sò luôn nhé, các bác có thể cân thoải mái luôn. Đấy, khi các bác nhận hàng của nó là hàng nguyên hộp mới như thế này. Đấy, còn đây, hàng nhà em đã lắp vào, hàng nhà em đã lắp vào, em test cho các bác luôn đây rồi. Đấy, các bác lắp vào nhé, ở đây ở dưới này nó sẽ có chỗ để các bác lắp pin. Lắp pin này, đấy, em đã lắp sẵn cho các bác rồi. Và đây, các bác để em xin phép em đứng lên nhé. Đây. Đấy, các bác lắp vào, các bác đứng lên là nó sẽ hiển thị cho các bác luôn này. Đấy, các bác lưu ý nhé là phải để bốn cái chân nó cân với nhau. Đấy, và các bác dẫm lên cân này. Đấy, hôm nay hôm qua no thì là 59, hôm nay là 58,85. Đấy, thì cái độ cân của nó cũng rất là chính xác luôn nhé. Đây, mặt của nó sẽ là mặt kính cường lực, mặt của nó sẽ là mặt kính cường lực này. Hàng cực kỳ ok luôn. Con này thì nó có hiển thị phần trăm pin và cân nặng của các bác ở đây, và nó có cả đo nhiệt độ, nhiệt độ của cái thời tiết đó. Hàng của nó là hàng của Nhật nhé, con này hàng xịn luôn, Akio này, Akiko này. Giá của nó sẽ là 300.000 đồng và bên nhà em bao ship. Đấy, các bác bỏ ra ấy thì nó sẽ tự tắt, không có đứng lên nó sẽ tự tắt, còn nếu mà khi các bác đứng lên đấy thì nó sẽ lại hiển thị lại. Đấy, nó sẽ lại hiển thị lại cho các bác này. Đấy, các bác đứng hai chân lên hai bên này thì nó sẽ hiển thị lại cho các bác, còn các bác không đứng nữa một chút nó sẽ tự tắt cho các bác luôn. Hàng đẹp luôn nhé các bác nhé. Đấy, các bác lên cho em mã này là mã cân sức khỏe, hàng mới full hộp, hàng mới nguyên hộp như này, rất là tiện lợi luôn. Cân sức khỏe để các bác tập yoga, tập thể dục xong các bác giảm béo này thì nên có một cái ở nhà để theo dõi cân nặng của mình nhé. Này, lại về cho các bác một cái dòng cuộn Zulo tưới cây. Cuộn này thì đây, để em bóc ra cho các bác luôn nhé. Hàng này thì thương hiệu của nó là hàng Le Beng Lang của Đức nhé, còn nguyên hộp luôn này. Đấy, hàng em còn nguyên hộp này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là đầu tiên là những cái tay xịt này. Đấy, con này thì các bác có thể kéo đi được nhé, cái này các bác có thể cuộn lại được này. Đấy, nó là cuộn Zulo. Đấy, cuộn Zulo để các bác có thể tưới cây, cuộn lại và kéo đi. Đấy, và đây các bác về các bác bắt hai cái đầu này thì nó như nhau, hai cái đầu này thì nó như nhau này, nên là các bác muốn bắt cái đầu nào vào cái đầu nào thì cũng được, bắt đầu vào hay là đầu ra thì đều được nhé. Các bác về các bác xé cái bóng ra, các bác lấy cái vòi xịt của nó này. Đấy, vòi xịt của nó cũng rất là nhiều chế độ nhé. Đấy, rất là nhiều chế độ này, các bác lắp vào xịt. Còn đây là cái có hai chế độ vòi xịt này. Đấy, hai chế độ vòi xịt. Còn đây là một cái đầu nữa để các bác kết nối vào đây, để các bác bắt vào cái vòi nước ấy. Bắt vào cái vòi nước thì ở đây nó sẽ có các cái cỡ gen của nó để các bác bắt thoải mái vào các cái vòi nước. Con này thì kích thước của nó, dây của nó là dây 10 mét. Các bác có thể tháo cái này ra. Đấy, các bác có thể tháo ra, cái này là đầu này là kết nối, các bác kết nối vào với cái vòi nước này. Các bác chỉ cần dỡ ra thôi, dỡ ra thì để nó cũng có khoảng 2 mét để các bác ra cái vòi nước. Còn đây, trong này là nó là một cuộn Zulo, các bác chỉ rút ra, rút ra,
rút ra. Hàng của thương hiệu Le Beng Lang, hàng của Germany của Đức này. Đấy, dùng xong thì các bác lại quận lại. Dùng xong các bác lại quận lại. Rất là tiện luôn nhé. Đấy, rất là tiện luôn. Hàng xịn sò luôn. Đấy, nó có rất là nhiều cái độ đầu vòi và cái chế độ tưới cây khác nhau. Con này thì hàng mới nguyên hộp. Bên nhà em đang có mức giá đó là 600.000 đồng nhé. 600k một con này. Và bên nhà em bao ship cho các bác luôn. Và bao ship là bao ship toàn quốc luôn. Đấy. Đây là em ghi giá vào đây luôn. 600k. Bao ship toàn quốc. Nhận hàng nhà em nhé, là các bác kiểm tra hàng thoải mái rồi mới phải thanh toán. Đấy, đúng như hàng, đúng như nhà em quảng cáo luôn. Đấy. Một cái mẫu nữa. Một cái mẫu tưới cây nữa. Cũng là của Nhật luôn này. Đây. Con này thì nó lại nhỏ gọn hơn. Con này thì nó không có không có du lô, không có cuốn tiếc gì cả. Nó chỉ đơn giản là như này thôi. Đấy. Đầu vòi của nó thì đây. Con này là của Nhật. Một con là của Đức. Con kia là của Đức. Con này là của Nhật. Hai loại luôn nhé. Cũng có này. Đó. Đầu này có nó này. Và cái đầu này thì các bác kết nối vào cái vòi nước này. Đấy. Đây. Các bác muốn kết nối đầu nào với đầu nào cũng được. Các bác muốn kết nối đầu nào vào với đầu nào cũng được. Đấy, còn cái này thì là các bác kết nối vào cái đầu của cái vòi xả nước ấy, rồi các bác vặn vào đúng như kiểu là các bác lắp máy giặt ấy. Đấy, rất là tiện lợi luôn nhé. Đây, con này thì đây, các bác lắp như nào cũng được. Lắp vào đầu nào cũng được. Đấy, thì rất là tiện, rất là ok luôn. Con này của Nhật, dây 10 mét. Hàng nội địa Nhật. Dây của nó là dây 10 mét. 10 mét. Giá của con này nó sẽ là 550.000 đồng. 550k ở bên em bao ship nhé. Các bác lên cho em mã này là mã vòi tưới cây của Nhật. Vòi tưới cây của Nhật, còn đây là tưới cây của Đức. Tưới cây của Đức thì nó có cả cái vòng xoay, cả cái du lô, còn con này thì nó là cuộn tay thôi. Cuộn tay, nó không có du lô, các bác chỉ cần việc cuộn vào đây là xong. Đó, 550k vào bên nhà em bao ship cho các bác luôn nhé. Đấy, nhận hàng nhà em là các bác kiểm tra hàng thoải mái. Rồi thì shop em vừa mới giới thiệu đến các bác một số mẫu sản phẩm nhé. Ok, các bác anh chị ưng sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp với số hotline của bên nhà em. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Em Dân xin phép được dừng video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.